Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 50. Lý Dục Thần ngồi xếp bằng, toàn thân đắm chìm trong một mảng ánh sáng vàng nhạt. Mãi đến khi trời bên ngoài hửng sáng, anh mới từ từ mở mắt, thu lại toàn bộ ánh sáng vàng. Cửa phòng kéo kẹt mở ra, Lâm Mộng Đình bưng một chén canh dưỡng khí thần tiên bước vào, hương thơm thoang thoảng lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Dục Thần, gần đây thời gian anh thiền định ngày càng dài, có phải có tâm ma gì không? Lâm Mộng Đình hỏi. Lý Dục Thần nhận lấy chén canh dưỡng khí, đưa lên miệng, trầm ngâm nói, Mộng Đình, gần đây anh thường xuyên bị ảo thính, có một giọng nói, tựa như đến từ nơi hư vô nào đó. Giọng nói gì vậy? Lâm Mộng Đình tò mò hỏi. Anh nghe thấy có người nói với anh rằng, tôi đã nhị dương rồi, sao lôi kiếp nhị trùng của cậu vẫn chưa đến? Hả, đây là có ý gì? Có lẽ là dấu hiệu báo hiệu lôi kiếp của tôi sắp tới rồi. Lý Dục Thần khẽ nhấp một ngụm canh. Đây là canh dưỡng khí được điều chế theo phương thức bí truyền của Côn Luân, vị ngọt thanh như quỳnh tương, vừa vào trong bụng, lập tức có một loại cảm giác cơ thể hòa tan vào trong thiên địa. Mộng Đình, em cũng phải cẩn thận, em đã lây nhiễm thiên ma huyết khí của anh, lôi kiếp rất có thể sẽ đến sớm hơn. Tuy em tu luyện chưa lâu, tuy có cơ duyên dịch cân tẩy tủy, nhưng chung quy vẫn là phàm thể, một khi lôi kiếp giáng xuống. Lý Dục Thần không khỏi lo lắng nhìn Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình mỉm cười, nói, Dục Thần, kiếp này có thể gặp được anh, chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ở bên cạnh em sẽ chẳng sợ gì cả. Em tự biết căn cơ nông cạn, tiên duyên có hạn. Anh là tiên, em là phàm, em chung quy không thể ở bên anh mãi mãi được. Em không sợ chết, nếu có thể chết trong vòng tay anh, em cũng mãn nguyện rồi. Lý Dục Thần một tay ôm cô, nói, đừng nói những lời như vậy. Em là người phụ nữ của anh, ông trời cũng không thể cướp đi được. Lâm Mộng Đình biết đây chỉ là lời dỗ dành mình, đại đạo tại thiên, ai có thể cưỡng lại ý trời chứ? Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, lòng như được rót mật ong ngọt ngào. Dục Thần, em muốn sinh cho anh một đứa con, Lâm Mộng Đình dựa vào lòng Lý Dục Thần, giọng điệu nũng nịu nói, đến những chữ cuối cùng, giọng cô nhỏ hơn, mặt đỏ bừng như sốt cao đến 40 độ. Chuyện này, Lý Dục Thần sửng sốt một chút, anh sẽ không? Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thình thình. Giọng của Hầu Thất Quý vang lên từ bên ngoài, công tử, phu nhân, tiểu thư nhà họ Sở đến rồi. Chấm. Nhóm người mặc áo đen đang hát cầu nguyện, Vương Sùng Tiên đến rõ ràng đã làm gián đoạn nghi thức của bọn họ. Bọn họ đứng lên, lẩm bẩm nói gì đó. Vì nhiều người, lại xen lẫn với giọng địa phương đặc sệt, Vương Sùng Tiên không thể nghe rõ họ đang nói gì. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi ông ta vốn chẳng có ý định trò chuyện với họ. Những con người này đã bị tẩy não, bị nhồi nhét vào đầu những giáo lý mù quáng, khiến linh hồn họ không còn thuộc về chính bản thân mình nữa. Nhìn thấy những người bị trói trên thập tự giá, Vương Sùng Tiên rất tức giận. Những người này không mảnh vải che thân, gầy trơ xương, rõ ràng nghi lễ này đã diễn ra rất nhiều ngày. Trong những ngày này, có lẽ họ không hề ăn uống gì. Chậm thêm chút nữa, dù không bị thiêu sống, họ cũng sẽ chết đói, chết khát. Một người đàn ông cao lớn mặc áo đen, trông như thủ lĩnh, giơ thập tự giá trước ngực về phía Vương Sùng Tiên. Vương Sùng Tiên không đợi ông ta hát cầu nguyện, rút kiếm thanh phong ra khỏi vỏ, một tia sáng lóe lên, cánh tay của người đó rơi xuống đất, tay vẫn nắm chặt nửa cây thập tự giá. Ông ta kinh hoàng nhìn cánh tay đứt lìa của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng tay còn lại giơ cao nửa cây thập tự giá còn lại, hô lớn một tiếng. Tất cả những người áo đen đều giơ cao thập tự giá, trông như những sinh viên mặc áo tiến sĩ xếp hàng chờ chụp ảnh tốt nghiệp. Thập tự giá phản chiếu ánh sáng mặt trời, ánh sáng của mấy chục thập tự giá nối liền, như những tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ. Trông đây giống như một trận pháp phòng thủ. Nhưng so với trận pháp của Huyền Môn Hoa Hạ chú trọng âm dương ngũ hành thì cái này quả thực quá sơ sài. Vương Sùng Tiên cười lạnh một tiếng, vung tay phóng ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí như cầu vồng, dễ dàng phá vỡ trận thập tự quang. Giữa trận quang xuất hiện một khe nứt, kiếm khí xuyên vào, chính xác đánh trúng thủ lĩnh của bọn họ. Vương Sùng Tiên vung kiếm, liên tục ra đòn, chém chết những kẻ mặc đồ đen,
chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết. Ông ta tiến đến thập tự giá ở giữa, gỡ trói cho Kim Tam Mộc đang bị trói vào cột. Kim Tam Mộc gầy gò trơ xương, thoi thóp, sắp sửa tắt thở. Vương Sùng Tiên điểm vào huyệt thiên trung của anh ta, truyền một luồng chân khí vào cơ thể anh ta. Kim Tam Mộc mơ màng tỉnh dậy, ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra Vương Sùng Tiên, mừng rỡ reo lên, sư huynh. Sư huynh đã xuất quan rồi sao? Vương Sùng Tiên gật đầu, hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Kim Tam Mộc nói, Trung Phu Quan bị dị giáo tấn công, tôi dẫn người đến hỗ trợ. Nhưng đám dị giáo này thực lực vô cùng mạnh mẽ, may nhờ hướng tiên tử Côn Luân đến, trước tiên đã phá hủy xào huyệt của Thái Dương Thánh Giáo ở Los Angeles, giết chết đại giáo chủ của bọn chúng ở Los Angeles. Nhưng sau khi hướng tiên tử rời đi, thiên sứ tuần tra của Thái Dương Thánh Giáo đã đến Los Angeles. Bọn chúng tổ chức giáo đồ, tấn công Trung Phu Quan, bắt tất cả chúng tôi đến đây. Có bao nhiêu người bị bắt, tất cả đều ở đây sao? Vương Sùng Tiên hỏi. Kim Tam Mộc quay đầu nhìn hai lần, thở dài, hai, tôi từ Bạch Vân Quan dẫn theo 7 đệ tử, Trung Phu Quan vốn có 13 đạo sĩ, cộng thêm những người từ khắp nơi Los Angeles đến hỗ trợ, tổng cộng hơn 30 người. Trừ những người tử chiến, còn lại hơn 20 người bị bắt. Ở đây chỉ có 5 người, còn những người khác thì sao? Tất cả đều bị thiêu cháy rồi, Kim Tam Mộc nói, họ ở đây hàng ngày để hiến tế những lời cầu nguyện, mỗi lần đốt cháy một người. Nghe nói là để chào đón tân giám mục của họ, và Paladin. Hơn 20 người, thiêu đến chỉ còn lại có 5 người các cậu thôi à? Vương Sùng Tiên gan mật muốn nứt ra, một chưởng đập nát thập tự giá. Ông ta biết nơi này không thể nán lại lâu, bèn hỏi, Tam Mộc, ngoài Trung Phu Quan, còn có chỗ nào có thể dừng chân không? Kim Tam Mộc nói, chỉ có thể đến Hồng Môn tìm Vạn Tiên Sinh. Vương Sùng Tiên gật gật đầu, liền đi giải cứu người Tây khác. Trong đó một người là quan chủ Trung Phu Quan, Tạ Lâm. Tạ Lâm mấy chục năm trước từng đến thăm Hoa Hạ, Vương Sùng Tiên từng tiếp đón ông ta ở Bạch Vân Quan, chỉ vì lúc này ông ta tóc tai bù xù, gầy gò trơ xương, nên lúc nãy nhất thời không nhận ra. Còn một người cũng là đệ tử Bạch Vân Quan, hai người còn lại là người ngoại quốc, hẳn là đệ tử ngoại quốc mà Tạ Lâm thu nhận ở Los Angeles. Sau khi cứu đệ tử Bạch Vân Quan tỉnh lại, Vương Sùng Tiên tiến đến cứu hai người ngoại quốc. Ông ta cứu người thứ nhất trước, truyền chân khí vào cơ thể. Người đó từ từ tỉnh lại, thấy Vương Sùng Tiên đang cứu người ngoại quốc còn lại. Người đó hét lớn, dừng lại, đừng cứu anh ta, đó là một cái bẫy. Nhưng tiếng hét của anh đã muộn, khi tay Vương Sùng Tiên vừa chạm vào cơ thể người kia, định truyền chân khí để hồi sinh. Ông ta đột nhiên cảm thấy một lực hút mạnh mẽ hút lấy mình, đồng thời chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay. Hấp tinh đại pháp. Mặt Vương Sùng Tiên biến sắc, ngón tay bị hút chặt không thể rút ra. Tay kia lập tức kết ấn kiếm chỉ, miệng lẩm bẩm chú ngữ, kiếm thanh phong bên cạnh vang lên tiếng long ngâm, tuốt khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời, rồi từ trên trời giáng xuống, đâm vào huyệt bách hội của người kia. Lưỡi kiếm xuyên vào cơ thể. Lực hút khổng lồ kia lập tức biến mất. Vương Sùng Tiên rút ngón tay ra. Nơi bị ngón tay của ông ta điểm trúng trên người người kia xuất hiện một lỗ nhỏ, một luồng ánh sáng trắng chói lóa phun ra từ trong lỗ. Vương Sùng Tiên thầm kêu một tiếng không ổn, đây không phải là hấp tinh đại pháp, pháp thuật phương Tây này khác với pháp thuật Trung Nguyên. Ông ta vội vã lùi lại, nhưng đã muộn. Cơ thể như bị một lực vạn quân cự va vào, bay ngược ra sau. Quần áo trước ngực cũng bị thiêu rụi thành cho tàn. Cũng may ông ta là tiên thể đã trải qua kiếp nạn, trên người không bị bỏng. Nhưng nội phủ chấn động, khí tức nhất thời khó tụ lại, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển pháp thuật, triệu hồi kiếm thanh phong, vung lên một màn kiếm hoa, xua tàn ánh sáng trắng. Mà ngay lúc này, trên người người nọ bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Trong ngọn lửa đỏ rực, một bóng người đen kịt sừng sững hiên ngang, sải rộng đôi cánh khổng lồ. Cánh vỗ một cái, lửa trào dâng như sóng biển cuộn. Vương Sùng Tiên hoàn toàn có thể né tránh, nhưng Kim Tam Mộc và những người khác sẽ bị lửa thiêu rụi thành cho bụi. Ông ta chỉ có thể tiến lên đối mặt, không lùi bước, chân nguyên trường xuân tuôn trào hóa thành một luồng cương khí ngăn chặn ngọn lửa, bảo vệ 5 người. Nhưng vừa nãy nội tạng của ông ta bị chấn động, khí tức vẫn chưa hoàn toàn tụ lại,
giờ phút này cố gắng vận lực, khó mà duy trì được. Cánh trong hư không lại vỗ, cuồng phong lại nổi lên, sóng nhiệt ngút trời, biển lửa cuồn cuộn, ào ào ập đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Sùng Tiên không ngờ mới đến Los Angeles đã gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Thứ trong hư không kia nhìn rất giống hình ảnh thiên sứ trong truyền thuyết phương Tây, tuyệt đối không phải là do người bị trói trên cột biến thành. Đây là mượn một loại nghi thức, triệu hồi hư không, tương tự như phân thân mà đạo môn hay nói. Theo như cảnh giới huyền môn, muốn phân thân thì phải vượt qua ngũ trọng lôi kiếp. Cho dù mượn pháp trận và nghi thức để triệu hồi, thì cũng phải ít nhất ở cảnh giới tam trọng thiên kiếp trở lên. Vương Sùng Tiên mới vừa trải qua nhất trọng thiên kiếp, đạo lôi cuối cùng còn phải nhờ đến sức mạnh của Lý Dục Thần mới miễn cưỡng chống đỡ được. Cũng may đây chỉ là một phân thân, một tia hồn phách của thiên thần thông qua triệu hồi, ký sinh vào thân xác người bị trói trên cây thập tự giá lúc nãy. Nếu là bản thể của thiên sứ giáng lâm, chỉ e rằng giờ phút này ông ta đã sớm hóa thành cho tàn. Vương Sùng Tiên chống đỡ vô tận áp lực và cuồng phong dữ dội, phân ra pháp lực, một trận gió cuộn lên, di chuyển 5 người đến góc vườn nơi ngọn lửa không thể lan tới. Nhưng vì bản thân đã bị thương, cộng thêm việc mất tập trung, sức chống cự của ông ta đã yếu đi, suýt chút nữa bị lửa thiêu. Thiên sứ có cánh kia triệu hồi dường như cũng nhận ra ông ta đã kiệt sức, liền tăng cường tấn công, vỗ cánh mạnh mẽ hơn. Vương Sùng Tiên phát hiện ra sức mạnh của thứ này vô tận, có xu hướng ngày càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, ông ta không thể chống đỡ được bao lâu. Ông ta quyết định dùng kế hiểm, từ thủ sang công, liều mạng một phen. Một luồng sóng lớn ập đến, Vương Sùng Tiên không lùi mà tiến, thi triển kiếm pháp Trường Xuân, một chiêu phá sơn khai nguyệt, chém tan biển lửa. Sau đó, ông ta cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thân kiếm, lấy tinh hoa bản mệnh thúc đẩy kiếm khí, chỉ vào tâm điểm ngọn lửa, hét lên một tiếng, đi. Kiếm thanh phong rực đỏ, biến thành một đạo hồng quang, bay thẳng về phía giữa đôi cánh trong biển lửa. Ánh kiếm chìm nghỉm trong biển lửa. Lúc này, toàn bộ công lực cả đời của Vương Sùng Tiên dồn vào một kiếm, không còn sức để chống cự nữa. Biển lửa vừa bị chém tan lại hợp lại ngay trước mắt, những con sóng khổng lồ ập đến, ầm một tiếng va vào người ông ta. Làn sóng lửa cuốn ông ta lên, bay xa cả chục mét, va vào một cây cọ cao lớn. Cây cọ to bằng hai người ôm bị gãy ngang thân. Vương Sùng Tiên ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lửa thiên sứ đã biến mất, khu vực trung tâm khu vườn đã thành một vùng đất cháy đen, những người áo đen cũng đều hóa thành cho bụi, chỉ còn lại vài cây thập tự giá cao hơn người đứng đó, một trong số đó treo một xác chết cháy đen, có một thanh kiếm đâm vào tim. Vương Sùng Tiên biết rằng, mạo hiểm của ông ta đã thành công. Ông ta không chắc thanh kiếm đó có giết chết linh hồn thiên sứ hay không, nhưng ít nhất nó đã cắt đứt liên kết giữa nghi lễ và bản thể của thứ đó. Họ muốn triệu hồi nó, e rằng phải bắt đầu lại từ đầu. Ông ta liếc nhìn góc vườn, may mắn thay, Kim Tam Mộc và những người khác vẫn ở đó. May là ông ta đã di chuyển họ trước đó, nếu không họ cũng đã hóa thành cho tàn. Quần áo của Vương Sùng Tiên lúc này đã bị thiêu rụi, thậm chí cả tóc và râu cũng bị cháy mất một nửa. Ông ta không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị đi cứu người. Nhưng ngay lúc đó, từ hướng nhà thờ, một nhóm người xông vào, la hét ầm ĩ và lao về phía Vương Sùng Tiên. Vương Sùng Tiên thầm nghĩ nguy rồi, giờ đây pháp lực của ông ta đã cạn kiệt, lại thêm thương tích đầy mình, căn bản không có sức phản kháng. Đừng nói là một đám người ngoại giáo, mà chỉ cần vài người đàn ông khỏe mạnh bình thường, ông ta cũng đánh không lại. Mắt thấy đám người xông tới, không có chỗ để trốn, chạy lại chạy không nổi, lòng Vương Sùng Tiên nghẹn ngào, vất vả lắm mới vượt qua lôi kiếp, lại phải chết ở nơi đất khách quê người này, hơn nữa còn chết một cách không đáng như thế. Ông ta dùng hết sức lực cuối cùng, gầm lên một tiếng uất ức, tung ra một quyền, đánh ngã người đứng đầu tiên, rồi bản thân cũng ngất đi. Bỗng nhiên, từ trong khu rừng sau lưng ông ta, một bóng đen vụt bay ra, tựa như con mãng xà khổng lồ xuất hiện. Cùng với một luồng xung lực mạnh mẽ, tất cả những người đó đều bị hất tung lên cao. Lơ lửng giữa không trung, họ rơi xuống như những bông hoa rụng, khi chạm đất, toàn thân đã rã rời, không còn mạng sống. Bóng đen lượn một vòng rồi bay trở lại. Trong rừng cây,
một bà lão bước ra, bà ta tóm lấy bóng đen, hóa ra đó là chiếc gậy đầu rồng trong tay bà ta. Bà lão chống gậy đi đến, nhìn Vương Sùng Tiên đang hôn mê nói, biết ngay là ông sẽ ngã mà, không tin tôi. Như muốn đỡ ông ta, bà lão bỗng nhíu mày, kinh ngạc nói, a, ông không mặc áo, ông tưởng ông là The Terminator à, đồ lưu manh. Dứt lời, dùng đầu gậy móc vào nách Vương Sùng Tiên, kéo về phía rừng cây, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Chấm. Lý A Tứ khoác lên mình bộ đồng phục bảo an mới tinh, đứng trước cổng nhà họ Lý, đón ánh nắng ban mai, nhìn dòng người qua lại đầu ngõ, ung dung huýt sáo. Tâm trạng anh ta những ngày này vô cùng tốt. Trần Tiểu Lục đã đến xin lỗi anh ta nhiều lần, còn mang đến không ít quà, chỉ thiếu điều quỳ xuống. Nhưng anh ta không nhận, chỉ nhàn nhạt bảo Trần Tiểu Lục mang đồ về. Cái phong thái nhàn nhạt, ung dung ấy, anh ta học được từ cậu Lý. Tuy học chưa tới nơi tới chốn, nhưng cảm giác khinh thường nhàn nhạt ấy thật sảng khoái, khiến anh ta cảm thấy mình còn oai hơn cả trưởng thôn, chỉ kém một chút so với xã trưởng. Trần Tiểu Lục luôn miệng gọi anh ta là anh Tứ, nhưng Lý A Tứ không còn cảm giác được làm anh em với anh ta nữa. Chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa xưa, Lý A Tứ không làm khó anh ta, chỉ thản nhiên kiêu ngạo, bảo anh ta về đi. Điều thực sự khiến Lý A Tứ cảm thấy khó xử là Tổng Giám Đốc Lạc. Tổng Giám Đốc Lạc cũng đến tìm anh ta hai lần, không tặng quà gì, nhưng mỗi lần đều dẫn theo đồng hương của anh ta đến. Lý A Tứ không thân thiết với những người đồng hương đó, nhưng cùng chung cảnh ngộ tha hương cầu thực, bươn trải nơi thành phố lớn xa lạ đã kéo gần họ lại với nhau. Hiện tại, anh ta là bảo vệ duy nhất của nhà họ Lý, được coi là cận thần bên cạnh Lý Dục Thần. Theo lời quản gia Hầu, anh ta giờ đây cũng là người có thân thế và địa vị. Anh ta rất muốn giúp đỡ những người đồng hương của mình, để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Tổng Giám Đốc Lạc rất thông minh, không yêu cầu Lý A Tứ làm gì, nhưng sau hai lần gặp gỡ, Lý A Tứ cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy nên giúp đỡ người đồng hương của mình một phen. Lý A Tứ biết, Tổng Giám Đốc Lạc luôn muốn nhận công trình tu sửa của nhà họ Lý. Đây không phải là một công trình nhỏ, quản gia Hầu rất coi trọng và đã tìm đến nhiều nhà thiết kế khác. Lý A Tứ không biết phải đề cập đến chuyện này như thế nào. Đây là mối bận tâm duy nhất của anh ta trong mấy ngày nay. Chiếc Rolls Royce Phantom lấp lánh ánh sáng xanh ngọc bích kỳ lạ dưới ánh mặt trời, lăn bánh vào con hẻm. Lý A Tứ không tài nào hiểu nổi, tại sao lớp sơn đen dưới ánh mặt trời lại có thể phát ra màu xanh lam như đá quý, trông cao cấp hơn hẳn những chiếc xe khác. Hầu Thất Quý từ trên xe bước xuống. Vị trí tài xế chuyên dụng của nhà họ Lý tạm thời chưa có, đó là một vị trí vô cùng quan trọng, Hầu Thất Quý dùng người cực kỳ thận trọng, phỏng vấn mấy người đều không thỏa mãn, cho nên trong khoảng thời gian này đều là ông ta lái xe. Quản gia Hầu. Lý A Tứ gọi một tiếng, vội vàng chạy lên hỗ trợ mở cửa xe. Anh ta nhớ cậu Lý và cô Lý đang ở bên trong tiếp đãi đại tiểu thư nhà họ Sở, lúc này không biết lại có vị khách quý nào tới nữa. Vừa mở cửa ra, một gương mặt xinh đẹp đập vào mắt, Lý A Tứ ngây dại. A Tứ. Ngũ Ngọc Xuân từ trên xe bước xuống. Ngọc Xuân, sao cậu lại tới đây? Lý A Tứ ngây ngốc hỏi. Về sau hai người chính là đồng nghiệp, Hầu Thất Quý nói. Hả, Lý A Tứ lấy làm kinh hãi. Cậu không muốn tôi đến, Ngũ Ngọc Xuân ngửa mặt lên hỏi. Không, tôi, Lý A Tứ nhất thời nghẹn lời, sờ đầu nói, vậy sau này hai chúng ta cùng nhau đứng gác. Ngũ Ngọc Xuân cười khúc khích, liếc anh ta một cái, ai muốn đứng gác cùng cậu chứ, nói xong liền xoay người ra sau xe lấy hành lý. Hầu Thất Quý nói. A Tứ cậu đúng là đầu gỗ, Tiểu Ngũ lanh lợi hơn cậu nhiều. Làm sao tôi có thể để cô ta làm bảo vệ chứ? Vậy thì làm cái gì, Lý A Tứ vấn. Nhà họ Lý đang thiếu nhân lực, hơn nữa chúng ta đều là đàn ông, việc chăm sóc cuộc sống thường ngày cho cô Lý có nhiều điều bất tiện. Tôi thấy Tiểu Ngũ lanh lợi thông minh, lại chịu khó siêng năng, liền bảo cô ta tới giúp đỡ, Hầu Thất Quý nói. Bây giờ Lý A Tứ mới hiểu ra Ngũ Ngọc Xuân không phải tới làm bảo vệ, không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình. Mà đột nhiên, trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác vui vẻ khó hiểu. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi giúp Tiểu Ngũ xách hành lý, Hầu Thất Quý thúc giục. Vâng, Lý A Tứ như ở trong mộng mới tỉnh,
vội vàng đi giúp Ngũ Ngọc Xuân lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Lúc sóng vai đi vào căn nhà họ Lý cùng Ngũ Ngọc Xuân, Lý A Tứ đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc. Lần này Sở Giao cảm thấy rất hài lòng với hành trình đến nhà họ Lý. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình chiêu đãi cô ta rất thịnh soạn, không hề tỏ ra cao quý chút nào, luôn coi cô ta như bạn bè, ngay cả đới đình mà cô ta dẫn tới cũng được đối xử và tôn trọng y như vậy. Điều này khiến cô ta nhận thức được một cậu Lý khác trước. Ngày đó ở cửa hang xe, cậu Lý khinh thường mọi người, sự kiêu ngạo và xuất trần kia là khác vào bên trong thực chất, mọi hành động đều khiến nửa thủ đô phải run sợ, đám cậu ấm cô chiêu bình thường vẫn luôn vô cùng ngạo mạn, ở trước mặt anh còn chẳng dám thở mạnh cái nào. Sở Giao nhớ tới câu thơ của Tô Đông Pha, phong cách oai hùng, phe phẩy quạt khăn, trong lúc nói cười, giặc chạy tan tác. Đối mặt với một nhân vật sâu không lường được lại thần bí ngạo mạn như vậy, Sở Giao là có mấy phần thấp thỏm. Nhưng sau khi tới đây, Sở Giao phát hiện mình đã sai. Lý Dục Thần không hề có chút kênh kiệu nào, Lâm Mộng Đình còn thân thiết với cô ta như chị em. Sau khi ngồi nửa ngày trong nhà họ Lý, Sở Giao đã hoàn toàn buông bỏ áp lực của mình, thậm chí còn quên mất mình đang ở nơi đã từng là căn nhà số 1 thủ đô, mà giống như đang thoải mái uống trà trò chuyện trời đất với bạn bè vậy. Cậu Lý, cô Lý, tôi nguyện ý lấy ra 100% thành ý để hợp tác với nhà họ Lý, Sở Giao hạ quyết tâm. Ồ, đây là thành ý của cô hay là thành ý của nhà họ Sở, Lý Dục Thần cười hỏi. Sở Giao cười nói, không dối gạt hai vị, địa vị của tôi trong gia tộc không cao, thậm chí có thể nói là rất xấu hổ, bởi vì quan hệ với anh trai tôi không tốt. Nhưng mà lần này bố tôi đã cho tôi quyền tự quyết đoán. Nói cách khác, trong lĩnh vực ô tô và nguồn năng lượng mới mà tôi có thể quản lý, tôi không cần gia tộc đồng ý cũng có thể phát triển hợp tác sâu hơn với nhà họ Lý. Mặt khác, mấy năm này giao quang của tôi cũng đã có chút thành tựu về mọi phương diện, nếu như cậu Lý cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể hợp tác. Lý Dục Thần nhìn Lâm Mộng Đình, nói, Mộng Đình, chuyện buôn bán, trước khi ông Lang đến, em cứ quyết định đi, anh không quan tâm. Sở Giao khiếp sợ nhìn bọn họ. Cậu Lý này lại thản nhiên giao chuyện lớn hai nhà Sở Lý hợp tác cho vợ mình, còn anh thì chẳng thèm hỏi nhiều một câu. Chẳng lẽ ở trong mắt anh, việc làm ăn mấy trăm tỷ thậm chí mấy ngàn tỷ lại không quan trọng như vậy sao? Lâm Mộng Đình cười lắc đầu, nói, nếu cô Sở đã có thành ý, vậy chắc chắn chúng tôi cũng sẽ hoan nghênh. Tôi thấy, chúng ta có thể ký một hiệp nghị nói chung trước, chi tiết cụ thể thì để chờ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi tới rồi xử lý sau. Sở Giao gật đầu nói, được rồi, vậy tôi sẽ trở về chuẩn bị kế hoạch chung trước, làm xong sẽ đến học hỏi cô Lý sau. Sau khi Sở Giao đi ra khỏi nhà họ Lý, trên đường hỏi đới đình, đình đình, em cảm thấy cậu Lý và cô Lý này như thế nào? Đới đình ngẫm nghĩ rồi nói, không nói rõ được, cảm giác không giống ngày đó lắm. Ngày đó chính là sát thần hàng thế, hôm nay lại như gió xuân. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định, ít nhất là bọn họ rất chân thành, không dối trá giống đám thiếu gia hào môn kia. Vốn dĩ em còn lo lắng rất khó liên hệ với bọn họ, bây giờ xem ra là lo lắng dư thừa. Chỉ cần chúng ta không tính toán, mưu mô, khôn ngoan, bọn họ sẽ vô hại. Vô hại, Sở Giao cười khúc khích, cái từ này, ai không biết còn tưởng rằng em đang đánh giá thức ăn gì đó. Làm sao em biết sau này bọn họ sẽ không hại chị? Khinh thường đi, em cảm thấy thế, đới đình nói. Sở Giao sững sờ, bỗng nhiên có chút mất mát, nói, đúng vậy, khinh thường. Chị ở trong mắt cậu Lý không tính là cái gì đúng không? Không riêng gì chị đâu, dường như bọn họ chẳng để vào mắt cái gì cả, thậm chí em còn có cảm giác, tất cả mọi người ở thủ đô cộng lại đều không thể lọt vào trong mắt cậu Lý. Cậu Lý giống như là... Đới đình nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn mây bay phía xa, lộ ra vẻ mặt hướng tới. Chấm, Long Trương Phượng Tư, khí thế trên trời, cậu ấy giống như là người trên trời, không phải người ở trên đời này vậy. Long Trương Phượng Tư, Sở Giao lẩm bẩm mấy lần, trước mắt lại hiện ra bóng người Lý Dục Thần, cười nói, cô nhóc này, không phải là em coi trọng người ta đấy chứ. Đới đình nói, em chỉ là người làm thuê, coi trọng người ta thì làm được cái gì? Người ta là trích tiên trên trời, công tử thời hỗn loạn, cho dù có xứng đôi thì cũng chỉ có tiểu thư như cô Sở thôi. Nói hưu nói vượn, người ta là người có vợ rồi, Sở Giao nói.
Đới Đình nói, nhưng mà dạo này em nghe được một số lời đồn không tốt liên quan tới cậu Lý. Lời đồn gì? Nghe nói cậu ấy vùng lên từ Nam Giang, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, động một chút là diệt cả nhà người ta. Nhà họ Viên Tiền Đường, nhà họ Liễu thành phố Dũng, nhà họ Phan thành phố Long đều là hào môn làm bá chủ một vùng mấy trăm năm, gần đây đều gặp nạn diệt môn, nghe đồn đều là do cậu Lý làm. Sở Giao nhíu mày, nói, chị cũng được nghe nói qua, chẳng lẽ là thật? Thật giả không quan trọng, quan trọng là mọi người cho là như vậy. Đới Đình nói, em nghe nói, Chu Khiếu Uyên ở Kim Lăng phát thiếp anh hùng, mời cao thủ võ đạo trong thiên hạ họp mặt, đến Trấn Châu Môn, cùng nhau tiêu diệt Lý Dục Thần. Chu Khiếu Uyên, Sở Giao cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, kinh hãi nói, Chu Khiếu Uyên Nam Chu Bắc Tiêu. Đúng rồi, chính là ông ta, nghe nói hơn 100 tuổi, thời kỳ Tiền Thanh chính là cao thủ võ lâm. Câu lạc bộ Giao Quang cũng có một số hội viên đang truyền tai nhau chuyện này. Có một số đệ tử thế gia ở thủ đô cũng đang chuẩn bị đi. Sở Giao cau mày nói, chị phải nhanh chóng trở về nhắc nhở bố chị, bảo ông ấy trông chừng anh trai, tuyệt đối đừng để anh ta đi tìm đường chết nữa. Chấm. Nhà họ Tiêu. Minh Hạc, thay tôi chuẩn bị một chút, tôi muốn đến Kim Lăng, Tiêu Sinh nghe người phía dưới báo cáo xong thì nói. Tiêu Minh Hạc có chút lo âu nói, bố... Đại hội Trấn Châu Môn lần này là do Chu Khiếu Uyên tổ chức, Nam Chu Bắc Tiêu đã vang danh mấy chục năm rồi, bố đến đó, có phải là không tốt lắm hay không? Không quan tâm được nhiều như vậy, bố không thể để cho bọn họ đổ oan cho Dục Thần, Tiêu Sinh nói, Chu Khiếu Uyên là bắc đầu võ lâm, đức cao vọng trọng, ông ta rất có quyền lên tiếng ở phía Nam. Nếu bố không đi, toàn bộ võ lâm đều sẽ nghe ông ta. Đến lúc đó, Dục Thần sẽ hết đường chối cãi. Tiêu Minh Hạc nói, cây ngay không sợ chết đứng, lại nói, lấy bản lĩnh của cậu Lý, căn bản sẽ không sợ bọn họ. Tiêu Minh Hạc đã từng cùng nhau chiến đấu ở mộ huyệt Quỷ Vương với Lý Dục Thần, biết 100 tông sư đều không phải là đối thủ của Lý Dục Thần. Tiêu Sinh lại lắc đầu nói, không phải nói như vậy. Dục Thần muốn chấn hương nhà họ Lý, không thể chỉ dựa vào vũ lực. Tài phú của nhà họ Lý thì dễ kiếm. Nhưng quan hệ và nhân đức mà nhà họ Lý góp nhặt ngàn năm mới là khó nhất. Huống chi đứa nhỏ Dục Thần này, tâm ma quá nặng, bố sợ cậu ấy bị người ta ép buộc, sẽ thật sự rơi vào ma đạo. Đương nhiên Lý Dục Thần cũng đã nhận được tin tức về chuyện đại hội Trấn Châu Môn. Dục Thần, chúng ta có cần đến Kim Lăng một chuyến không? Lâm Mộng Đình hỏi, Chu lão có lực triệu tập rất mạnh, gần toàn bộ võ lâm đều hành động, cao thủ khắp cả nước đều đang đổ xô về Trấn Châu Môn. Tất cả đều muốn tiêu diệt anh. Chu lão không cho chúng ta tín hiệu, chứng tỏ thời cơ chưa tới, Lý Dục Thần nói, mục đích của anh là muốn dụ Đồng Hạo ra. Tốt nhất có thể kéo tất cả những người từng tham gia án diệt môn nhà họ Lý, muốn anh chết ra để hốt gọn một mẻ, để anh đỡ phải đi tìm từng người. Vẫn là chờ tin tức của Chu lão đi. Thế nhưng, Lâm Mộng Đình vẫn còn có chút lo lắng, điều này vô cùng ảnh hưởng đến thành phố Hòa, ngay cả trong nhà em cũng bấp bênh. Bố mẹ em đều lo lắng gần chết. Lý Dục Thần an ủi, có chị Mai và ông Lang ở bên cạnh bọn họ, thành phố Hòa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cục diện khó khăn hơn nữa chúng ta cũng từng trải qua rồi, còn có cái gì phải sợ. Đúng vào lúc này, điện thoại của Lâm Mộng Đình vang lên. Alo, mẹ, vâng, Dục Thần có ở đây, lúc nào trở về sao? Bây giờ vẫn chưa biết, còn có nhiều chuyện lắm, vâng, đợi thêm mấy ngày đi. Cúp điện thoại, Lâm Mộng Đình tức giận nói, anh nghe xem, mẹ em vừa mở miệng đã hỏi bao giờ Dục Thần về, thế mà không thèm hỏi bao giờ em về, cứ như anh mới là con trai của bà ấy vậy. Lý Dục Thần cười ha ha, vẫn là mẹ vợ tốt với anh. Lâm Mộng Đình trừng mắt liếc anh một cái, bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn cười, liền không nhịn được cười lên. Chấm. Cuối cùng Lý A Tứ vẫn không nhịn được nhắc đến việc tu sửa với Hầu Thất Quý. Vốn dĩ anh ta còn rất thấp thỏm, sợ Hầu Thất Quý không đồng ý, nhưng không nghĩ tới Hầu Thất Quý lại sảng khoái đồng ý. Giúp đỡ Đồng Hương sao, rất bình thường, Hầu Thất Quý nói, như vậy đi, trước hết cứ để bọn họ tới đây sửa lại công trình phụ trước, tôi đã tìm người làm xong bản thiết kế rồi, công trình đó cũng đơn giản. Lý A Tứ vui vẻ nói chuyện này cho Tổng Giám Đốc Lạc. Tổng Giám Đốc Lạc liền tự mình dẫn người tới gặp quản gia Hầu một lần.
Sửa chữa công trình phụ là một việc rất nhỏ, Hầu Thất Quý cũng không hỏi nhiều, chỉ kiểm tra kinh nghiệm làm việc của bọn họ rồi ký hợp đồng, cho bọn họ vào nhà. Tổng Giám đốc Lạc rất thông minh, đã dẫn tất cả đồng hương của Lý A Tứ đến công trường, vây quanh Lý A Tứ cảm ơn rối rít, khiến Lý A Tứ cảm thấy vô cùng vinh quang. Bọn họ cũng rất cố gắng, vốn dĩ là công trình nửa tháng, nhưng mới 3 ngày đã làm xong. Hầu Thất Quý đến nghiệm thu còn khen bọn họ làm tốt, lại khen Lý A Tứ giới thiệu người không tệ. Tổng Giám đốc Lạc liền hỏi, Hầu gia, có phải công trình chính trong nhà cũng để chúng tôi làm hay không? Hầu Thất Quý thể hiện ra vẻ cẩn thận của mình, nói, trong nhà thì cứ chờ trước đã, tôi định mua lại căn nhà bên cạnh, cải tạo một chút, sau đó đả thông với căn nhà của họ Lý. Mấy người cứ tạm thời tới làm công trình này đi. Tổng Giám đốc Lạc cũng không nóng nảy, cười đồng ý, không có vấn đề gì, chỉ cần có công trình để làm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Nói rồi anh ta đưa một cái túi đã chuẩn bị từ trước cho Hầu Thất Quý, một chút lòng thành bày tỏ sự tôn kính. Hầu Thất Quý nhìn thoáng qua, cũng không khách khí, nhận lấy rồi nói, làm rất tốt, nhà họ Lý đang phục hưng, về sau còn nhiều, rất nhiều công trình nữa. Dứt lời liền đi vào trong nhà. Tổng Giám đốc Lạc Quy Củ đứng bên ngoài tòa nhà, cùng tiễn ông ta đi vào, trên mặt chất đầy ý cười nịnh nọt, cho đến khi bóng lưng Hầu Thất Quý biến mất mới thu lại nụ cười. Thuộc hạ bên cạnh nói với anh ta, tên họ Hầu này đúng là cáo già, nhìn liền biết là loại người đớp mãi không no. Tổng Giám đốc Lạc nói, không sợ ông ta ăn không no, chỉ sợ ông ta không ăn. Chỉ cần chịu ăn là được, tôi sẽ có thể nắm ông ta trong lòng bàn tay. Chấm. Hầu Thất Quý tiến vào trong sân, ước lượng cái túi trên tay, cười lạnh một tiếng, sau đó đi đến phòng Lý Dục Thần. Cậu chủ, cô chủ, công trình phụ đã sửa xong, Hầu Thất Quý báo cáo. Hả, nhanh như vậy ư, Lâm Mộng Đình có chút bất ngờ, chất lượng thế nào? Đúng là rất nhanh, tôi đã nghiệm thu qua, chất lượng không có vấn đề gì. Hầu Thất Quý để cái túi trong tay lên bàn. Cái gì đấy, Lý Dục Thần hiếu kỳ nói. Quà bọn họ tặng cho tôi. Hầu Thất Quý nói rồi mở cái túi ra, bên trong là 2 hộp lá trà, mở hộp lá trà ra, bên trong lại là tiền mặt đỏ rực. Lý Dục Thần trông thấy số tiền này thì đột nhiên vui vẻ. Bọn họ cũng quá coi thường lão Hầu rồi, chút tiền ấy, ngay cả tôi cũng không mua nổi. Cậu chủ nói đùa, sao tôi có thể so sánh với cậu chứ? Hầu Thất Quý nói thật ra, nếu là 30 năm trước, chút tiền ấy có khi sẽ khiến tôi động tâm. Đã điều tra rõ thân phận của bọn họ chưa? Cơ bản là đã tra rõ, Tổng Giám đốc Lạc tên là Lạc Tinh Sương, trên tay có một công ty nội thất, thường xuyên làm việc ở vùng ngoại ô. Cậu ta có một ông chú tên là gọi Lạc Minh Sa. Hầu Thất Quý nói đến tên Lạc Minh Sa liền nhìn Lâm Mộng Đình một chút. Lâm Mộng Đình và Lý Dục Thần liếc nhau, đều không chen lời, chờ Hầu Thất Quý nói tiếp. Lạc Minh Sa trước kia vẫn luôn ở phương Nam, năm ngoái đột nhiên tới thủ đô, nhập cổ phần vào công ty của Lạc Tinh Sương. Theo tôi điều tra, Lạc Minh Sa không có anh em, cũng chưa từng kết hôn, Lạc Tinh Sương rất có thể là con riêng của ông ta. Trước đây không lâu, Lạc Minh Sa đã đi gặp Tần gia, nói cái gì thì không biết. Về sau, công ty của Lạc Tinh Sương liền được đầu tư một số tiền lớn, quy mô mở rộng không chỉ một lần, không rõ nơi phát ra nguồn tài chính, nhưng có thể khẳng định là có liên quan đến Tần gia. Lý Dục Thần rất hài lòng với cuộc điều tra của Hầu Thất Quý, bọn họ vừa tới thủ đô, căn cơ không sâu, có thể điều tra rõ ràng những chuyện này trong thời gian ngắn như vậy cũng là điều không dễ dàng. A Tứ liên lụy tới bọn họ nhiều không? Lạc Tinh Sương thông qua Trần Tiểu Lục để làm quen với Lý A Tứ, Trần Tiểu Lục làm việc ở ngoại ô thủ đô, làm đủ mọi việc lung tung, có chút quan hệ với Lạc Tinh Sương. Đồng hương của Lý A Tứ ở trong công ty của Lạc Tinh Sương cơ bản đều là Trần Tiểu Lục giới thiệu sắp xếp vào. Lý A Tứ chủ yếu là nể mặt tình cảm đồng hương mới giới thiệu Lạc Tinh Sương tới làm công trình. Lý Dục Thần gật đầu, hỏi, lão Hầu, ông cảm thấy có nên nhắc nhở A Tứ hay không? Hầu Thất Quý trầm ngâm nói, theo tôi thấy, tạm thời là không. A Tứ bản tính thiện lương, trọng nghĩa khí, trọng cảm tình, nhưng cũng có một chút lòng hư vinh. Nếu cậu chủ quả thật muốn bồi dưỡng cậu ta thì nên để cậu ta chịu chút thiệt thòi, ngã một lần, ngã càng đau càng tốt. Con người muốn trưởng thành thì cũng nên trả giá lớn. Hơn nữa,
Tôi lo lắng nói cho cậu ta biết sẽ bị Lạc Tinh Xương phát hiện. Ừm, cũng được, vậy cứ để anh ta trả giá một chút đi, tránh khỏi về sau lúc tôi không có ở đây sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn. Lý Dục Thần nói, lão hầu, bước kế tiếp ông định làm như thế nào? Tôi định mua lại tòa nhà bên cạnh, đả thông với căn nhà của họ Lý, hầu thất quý nói, bây giờ không giống lúc trước, dừng xe ngoài hẻm quá phiền toái, tôi muốn sửa lại tòa nhà bên cạnh, sân sau chuyên môn dùng để làm bãi đỗ xe, dãy nhà sau có thể dùng để đón khách. Về sau người thân bạn bè ở thành phố Hòa tới cũng có nơi ở. Điều này rất tốt, cứ làm theo lời ông nói đi, Lý Dục Thần không suy nghĩ nhiều, lão hầu, vất vả cho ông rồi. Hầu thất quý nói, không vất vả, đều là chút việc vặt mà thôi. Nhưng mà tòa nhà bên cạnh. Sao vậy, lão hầu, nếu như người ta không chịu bán thì chúng ta không làm mấy chuyện ép mua ép bán. Không phải không chịu bán, tôi đã thương lượng xong với chủ nhà rồi. Chủ nhà cũng là người làm ăn, bây giờ cậu chủ nổi tiếng khắp thủ đô, chuyện nhà họ Lý, gần như là không ai không biết. Chủ nhà nghe nói chúng ta muốn mua, rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao cậu ta cũng vẫn luôn để không, chưa từng ở bao giờ. Vậy ông có cái gì khó xử? Tôi nghe chủ nhà nói một chuyện, không biết có liên quan đến cậu chủ hay không. Hầu thất quý nói, chủ nhà này đã mua căn nhà từ tay một người phụ nữ họ Cung hơn 10 năm trước. Họ Cung, Lý Dục Thần lấy làm kinh hãi. Lý Dục Thần lập tức nghĩ đến mẹ của mình Cung Lăng Yên. Nhưng vấn đề là 20 năm trước nhà họ Lý gặp nạn. Việc chủ nhà bên cạnh mua nhà lại xảy ra vào mười mấy năm trước. Thời gian này không khớp, cho dù mẹ mình còn sống, theo cách nói của Minh Phó thì bà ấy cũng đang bị cầm tù ở vùng đất Cửu U, không có khả năng xuất hiện ở thủ đô để bán nhà được. Nhưng sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế chứ? Chủ nhân nhà bên cạnh nhà họ Lý họ Cung, mà lại là phụ nữ. Trong lòng Lý Dục Thần dấy lên một tia hy vọng, lập tức bảo hầu thất quý sắp xếp gặp mặt với chủ nhà bên cạnh. Chủ nhà họ Chu, tên là Chu Thiệu Nghĩa, người Tấn Châu, làm ăn ở thủ đô, sau khi biết được Lý Dục Thần muốn gặp mình thì hùng hùng hổ hổ đi đến. Vóc dáng Chu Thiệu Nghĩa không cao, trên mặt mang theo vẻ khôn khéo đặc biệt của người làm ăn. Cậu Lý, cô Lý, không nghĩ tới có thể nhìn thấy hai người, cũng không biết đời trước tôi tích đức gì mà có thể làm hàng xóm với hai người nữa, Chu Thiệu Nghĩa nửa thật nửa giả nói. Trước kia ông không biết nhà bên cạnh là của ai sao? Lâm Mộng Đình tò mò hỏi. Lúc tôi mua chỉ nghe nói là của nhà họ Na, Chu Thiệu Nghĩa có chút ngượng ngùng nói, không lừa dối hai vị, khi đó tôi mới tới thủ đô không lâu, không có chỗ dựa dẫm, cho nên cũng muốn dựa vào cái cây lớn như nhà họ Na, cho nên mới cắn răng ra tay mua căn nhà này. Đáng tiếc nhà họ Na mới ở được mấy ngày đã chuyển hết đi, nói là có quỷ. Phi phi, Chu Thiệu Nghĩa tự cho mình một cái vả, lỡ lời lỡ lời. Nhà của nhà họ Lý làm sao có thể có quỷ chứ, chắc chắn là trong lòng nhà họ Na có quỷ. Dù sao nhà họ Na đã dọn đi rồi, tôi cũng không ở cùng phe với bọn họ, mọi tính toán đều thành công cốc, mấy năm đó tôi vẫn luôn rất phiền muộn. Nhưng bây giờ xem ra mua căn nhà này là đúng, không nói đến việc giá nhà đã tăng gấp mấy lần, quan trọng là có thể làm hàng xóm với cậu Lý. Có thể quen biết nhân vật như cậu Lý, Chu Mỗ có chết cũng đáng. Lý Dục Thần nhìn ông ta. Hơi nhíu mày, nói một chút về nhà của ông đi, ông mua từ bao giờ? Chắc phải 17-18 năm rồi, dù sao lúc ấy giá nhà không cao lắm, tôi mua cả sân, cộng lại mới tốn hơn 50 triệu. Ồ, 17-18 năm trước đã có thể lấy ra 50 triệu rồi, ông chủ Chu không phải người bình thường mà, Hầu Thất Quý nói. Lý Dục Thần biết Hầu Thất Quý đã điều tra Chu Thiệu Nghĩa. Bây giờ nói lời này chắc chắn là có ý đồ gì đó, cho nên không ngắt lời. Trời, đó cũng chỉ là thời đại cũ thôi, Chu Thiệu Nghĩa nói, không dối gạt mấy vị, trước kia tôi ở quê quán Tấn Châu từng mở mỏ than, lúc đó đào quặng dễ kiếm tiền lắm. Mỏ than giàu như thế, sao ông còn tới thủ đô? Không mở nổi nữa chứ sao, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm, thế giới này cứ như vậy đó, Tấn Châu là thiên hạ của nhà họ Vũ. Bọn họ coi trọng cái mỏ của tôi. Tôi có thể nói gì được, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể lấy tiền rời đi. Cũng may vẫn còn giữ được vốn liếng, cũng cảm thấy mình là nhân vật lớn, liền muốn đến thủ đô xông xáo. Sau khi tới thủ đô mới biết được, hay lắm, chút tiền đó của tôi chẳng tính là gì, đến dưới đáy hoàng thành cắm rễ,
ngay cả một kẻ ăn mày tôi cũng không thể đắc tội được. Chu Thiệu Nghĩa rất tự nhiên quay lại chủ đề, cho nên tôi mới mua căn nhà này, chính là muốn làm hàng xóm với hào môn chân chính, cũng coi như tìm chỗ dựa. Hầu Thất Quý mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nói một chút về chủ nhân lúc đầu của căn nhà này đi, là người như thế nào, Lý Dục Thần hỏi. Tôi không rõ lắm, chỉ biết là nữ, họ Cung. Dáng dấp rất xinh đẹp, đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ, dáng vẻ kia, tôi sống hơn nửa đời người chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Người đó tên là gì, trái tim Lý Dục Thần lập tức bay lên. Tên là Cung Nhân Lạc, Chu Thiệu Nghĩa nói. Lý Dục Thần có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng cũng không hề từ bỏ, bởi vì nếu như mẹ anh còn sống, đổi sang tên khác là chuyện rất bình thường. Ông liên lạc với người đó kiểu gì, bây giờ còn có thể liên lạc được nữa không? Chu Thiệu Nghĩa lắc đầu, nhiều năm như vậy, đã sớm mất hết phương thức liên lạc rồi. Nhưng mà lúc ấy tôi thông qua môi giới để liên hệ, mấy người có thể đi hỏi một chút, có khi công ty môi giới còn có tài liệu về khách hàng thì sao? Hầu Thất Quý gật đầu với Lý Dục Thần, ý là ông ta sẽ đi tra. Sau đó chính là bàn bạc về chuyện mua bán và sang tên nhà cửa. Chu Thiệu Nghĩa không giao giá trên trời, đưa ra một cái giá cũng coi như hợp lý, Lý Dục Thần đương nhiên không có dị nghị gì, có lẽ căn nhà này có liên quan đến mẹ của anh, cho dù có đắt đi nữa, anh cũng sẽ mua nó. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hầu Thất Quý liền chuẩn bị hợp đồng để hai bên ký tên. Chu Thiệu Nghĩa và Lý Dục Thần ngồi xuống trước một cái bàn. Điều này khiến ông ta có vẻ có chút hưng phấn, ông ta sửa sang lại quần áo, rất đứng đắn lấy ra một cây bút máy nhìn qua có giá trị không nhỏ. Ông ta ký tên lên hợp đồng, sau đó cung kính đưa bút tới trước mặt Lý Dục Thần. Trong tay Lý Dục Thần đã cầm bút ký tên mà Hầu Thất Quý chuẩn bị, liền khoát tay, ra hiệu không cần, sau đó cúi đầu xuống chuẩn bị ký tên. Hầu Thất Quý đứng sau lưng bọn họ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, bỗng nhiên trông thấy chữ ký của Chu Thiệu Nghĩa trên hợp đồng, lại có mấy phần thanh tú, một ông chủ than đá xuất thân từ việc đào than đá ở Tấn Châu làm sao lại có thể ký được kiểu chữ ký như thế. Ông ta nhìn cây bút máy trong tay Chu Thiệu Nghĩa, đột nhiên giật mình, hét lớn, cậu chủ cẩn thận. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy Chu Thiệu Nghĩa chuyển cổ tay một cái. Ngòi bút máy liền đâm thẳng về phía cổ họng Lý Dục Thần. Bọn họ ngồi sát bên nhau, khoảng cách vốn đã rất gần, cộng thêm động tác Chu Thiệu Nghĩa đưa bút, bút máy cách cổ Lý Dục Thần không đến 20 cm. Khoảng cách ngắn như vậy gần như không thể tránh né. Chu Thiệu Nghĩa cong khóe miệng lên cười. Nhưng rất nhanh nụ cười của ông ta đã ngưng kết trên mặt. Ngòi bút bỗng nhiên dừng lại cách cổ họng Lý Dục Thần chỉ còn một tấc, không thể tiến lên một chút nào nữa. Cứ như chạm phải một tấm thép vô hình vậy. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta. Hầu Thất Quý sau lưng đã nhào lên. Trong ánh mắt Chu Thiệu Nghĩa lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói, đã xem nhẹ cậu rồi. Ông ta bỗng nhiên nhấc ngòi bút lên, một tia nước mực màu xanh bắn ra từ trong ngòi bút, tản ra trên không trung, nổ thành một chùm mưa đen, rơi xuống bốn phía. Những điểm đen này lóe ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh đèn. Nhìn một cái liền biết là có độc. Lý Dục Thần đưa một tay giữ chặt lấy Hầu Thất Quý đang nhào lên, một tay khác phung lên, quấn lấy toàn bộ mưa mực. Mà trong chớp nhoáng này, thân thể Chu Thiệu Nghĩa đột nhiên co rụt lại, lập tức mất. Bút máy mà ông ta vừa mới cầm trong tay đã mất đi chỗ dựa, rơi xuống từ không trung, bị Lý Dục Thần tiếp được. Thuấn thân thuật, Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, ông ta là ninja đông doanh. Lý Dục Thần cầm bút máy, lắc đầu nói, đây không phải nhẫn thuật, đây là ngũ hành thuật của Mặc Tử, ông ta là người Mặc Gia. Người của Mặc Gia, Lâm Mộng Đình hiếu kỳ nói, không phải Mặc Gia đã sớm tuyệt tích sao? Lý Dục Thần nói, Mặc Gia năm đó có thể chiếm 3 phần nho đạo, sao có thể dễ dàng biến mất như vậy? Mặc Gia có rất nhiều truyền thừa, chỉ là tương đối phân tán, không còn là một tổ chức thống nhất như trong quá khứ. Ví dụ như Tạ bà ở Trấn Lâm Hoang, tổ tiên của bà ta Tạ Ngũ Ương có châm pháp Ngũ Ương, thật ra cũng chỉ là biến tướng từ ngũ hành kiếm thuật của Mặc Tử, cho nên anh mới để ngũ hành vi kiếm lại Lâm Hoang. Hay ví dụ như nhẫn thuật của Đông Doanh cũng có rất nhiều vết tích của Mặc Gia, đáng tiếc bọn họ chỉ học được một chút gia lông, không học được tinh túy của Mặc Gia. Mặt khác, ở vùng Đông Nam Á có rất nhiều tổ chức sát thủ,
cũng lấy tên tuổi của Mạc gia để bồi dưỡng sát thủ, làm những chuyện giết chóc. Nhưng phần lớn bọn họ đều đã mất đi tinh thần của Mạc gia. Mọi người đều nhớ đến thích khách của Mạc gia, thuật cơ quan của Mạc gia, lại quên mất ngọn nguồn của Mạc gia là hiệp khách, Mạc gia chú trọng việc yêu thương thiên hạ, thích khách của Mạc gia giết người là vì để chấm dứt việc giết chóc, Mạc gia tạo cơ quan là để giữ thành trì giảm chiến tranh. Lâm Mộng Đình nói, nếu nhẫn thuật Đông Doanh đã cũng có truyền thừa của Mạc gia, vậy làm sao anh lại biết ông ta không phải ninja? Em xem cái này đi. Lý Dục Thần cầm cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn, ngòi bút liền biến thành một cây đao nhỏ sắc bén, lại xoay tròn, cây đao đột nhiên liền nở hoa, có 5 cánh hoa, ở giữa có một sợi tơ bạc cực mỏng giống như vòi hút của muỗi. Anh nhấn ngón trỏ lên bụng cây bút, cánh hoa liền bay lên, xoay tròn, quanh quẩn trên không trung một vòng lại bay trở về trên đầu bút, lập tức thu vào, lại biến thành cây bút máy lúc đầu, bên trên ngòi bút còn mang theo mực nước chưa khô. Ninja chỉ biết dùng kiếm trong tay làm boomerang, sao có thể tạo ra ám khí tinh xảo thế này? Lý Dục Thần rút vỏ bút máy ra, tròng lên đầu bút. Mặt khác, thuấn thân thuật trong nhẫn thuật của Đông Doanh chính là một loại phiên bản cấp thấp của độn thuật ngũ hành. Vừa rồi người kia thi triển độn thuật ngũ hành cũng rất chính tông. Ninja Đông Doanh muốn thi triển thuấn thân thuật đến trình độ này, ít nhất cũng phải là cấp bậc đột nhẫn đỉnh phong, nhưng hiển nhiên Chu Thiệu Nghĩa còn kém xa lắm. Vừa rồi lúc ông ta đâm anh, có khi ngay cả Lâm Vân cũng có thể tránh được. Vậy làm sao ông ta lại dám đến giết anh? Lâm Mộng Đình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gần đây thanh danh của anh lớn như vậy, ông ta không có khả năng không biết. Đó là bởi vì ông ta căn bản không muốn dựa vào một nhát này để giết chết anh, ông ta dựa vào cái này. Lý Dục Thần mở nắm tay ra, trong lòng bàn tay có một giọt mực. Đây là giọt mực mà vừa rồi bút máy của Chu Thiệu Nghĩa bắn ra, sau khi tản ra lại bị Lý Dục Thần ngưng tụ, thu vào trong lòng bàn tay. Anh chuyển động nắm tay, giọt mực chậm rãi rơi xuống khỏi lòng bàn tay anh, rơi vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng xèo xèo, một làn khói xám trắng bốc lên. Mặt bàn gỗ dày rất nhanh đã bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn chừng bàn tay, nhìn mà giật mình. Trên trán Hầu Thất Quý lấm tấm mồ hôi, quỳ xuống với Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vội vàng đỡ lấy ông ta, nói, lão Hầu, ông làm gì thế? Cậu chủ, là tôi không điều tra rõ ràng, suýt nữa thì hại cậu và cô chủ. Tôi có tội đáng chết vạn lần, Hầu Thất Quý xấu hổ nói. Lý Dục Thần nói, lão Hầu, chúng ta cũng coi như đã từng ra sống vào chết, trên danh nghĩa ông là quản gia, nhưng trong lòng tôi đã coi ông là anh trai, về sau đừng hơi một tí lại quỳ xuống, chẳng khác nào xã hội phong kiến cả. Hầu Thất Quý vô cùng cảm kích trong lòng, không phát hiện ra đôi mắt mình đã ướt nhòe. Được rồi, việc này không trách ông được, ai có thể nghĩ ra Chu Thiệu Nghĩa sẽ là sát thủ chứ, Lý Dục Thần an ủi. Lâm Mộng Đình nói, lão Hầu, ông có thể xác định đây là Chu Thiệu Nghĩa thật sự sao? Mười mấy năm trước ông ta đã mua nhà rồi, không thể có khả năng khi đó đã lên kế hoạch muốn giết Dục Thần được chứ. Nhưng nếu như không phải, điều này không khỏi quá trùng hợp. Xác định, Chu Thiệu Nghĩa là người Tấn Châu, thế kỷ trước nhà ông ta có một mỏ than ở Tấn Châu, về sau mỏ than bị nhà họ Võ ở Tấn Châu chiếm đoạt liền đến thủ đô. Tôi đã xem hình và thẻ căn cước của ông ta rồi, chính là ông ta, không thể sai được. Nhưng mà, Hầu Thất Quý trầm ngâm một chút, vừa rồi nhìn ông ta ký tên, chữ viết rất thanh tú, không hề giống chữ viết của một người mở mỏ than được. Tôi sẽ đi điều tra lại, dù sao tôi đã thăm dò hết thông tin của ông ta ở thủ đô rồi. Từ vợ con ông ta đến tận địa chỉ của tình nhân tôi cũng có. Cứ thong thả điều tra cũng được, lão Hầu, trước tiên ông hãy đi điều xem có ai tên là Cung Nhân Lạc không, Lý Dục Thần nói. Được, tôi sẽ đi điều tra ngay. Sau khi Hầu Thất Quý đi, Lâm Mộng Đình nhíu mày hỏi, rốt cuộc là ai muốn giết anh? Không biết, có nhiều người muốn giết anh lắm, Lý Dục Thần thờ ơ nói. Lâm Mộng Đình nhìn anh chằm chằm nửa ngày. Hỏi, Dục Thần, có phải là anh đã sớm biết ông ta muốn giết anh hay không? Lý Dục Thần cười nói, cái gì cũng không giấu được bà xã đại nhân mà. Anh đã vào tiên thiên, mặc dù còn cách đại đạo nhất niệm thiên địa chân chính còn rất xa, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi thần niệm của anh, bố cục càn khôn sẽ đều ở trong lòng bàn tay anh. Người muốn giết anh, chỉ cần xuất hiện sát ý, anh sẽ có thể lập tức cảm ứng được.
Chu Thiệu Nghĩa này ẩn giấu rất tốt, cho đến khi lấy bút máy ra mới xuất hiện sát ý, đây là một sát thủ rất cao cấp. Sát thủ cấp cao nhất có thể ẩn giấu sát ý đến tận giây phút ra tay. Vậy anh đã sớm biết, có sự chuẩn bị, cũng không thể để ông ta chạy mất chứ, chẳng lẽ ngũ hành thuật của Mạc gia lợi hại như vậy sao, ngay cả anh cũng không đuổi kịp, Lâm Mộng Đình hiếu kỳ nói. Đương nhiên là ngũ hành thuật của Mạc gia rất lợi hại, nhưng tu vi của ông ta còn chưa đủ, cùng lắm là thi triển ra tiềm hành thuật, còn không thể gọi là độn thuật được. Độn thuật chân chính có thể mượn lực lượng ngũ hành sinh khắc để đi đến ngàn dặm trong giây lát, phi vu giữa trời đất. Nếu như là thích khách, vậy sẽ thật sự là 10 bước giết một người, ngàn dặm không để lại một bước chân. Lý Dục Thần thở dài, sư phụ đã từng nói, ba nhà nho đạo Mạc đều là chính thống của Hoa Hạ. Thiên Đô chính là tông môn của Vạn Tiên, ba nhà lại là toàn bộ đạo trên thế gian, cả hai đều có chung nguồn gốc. Anh đã từng nhìn thấy tàn thư Mạc Tử Trầm chung ngũ hành ở tàng thư Thiên Đô, có sự dẫn dắt rất lớn với anh, đây cũng là duyên phận. Nho đạo ngàn năm không suy, chỉ có Mạc gia suy bại đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Cho nên anh liền thả ông ta, Lâm Mộng Đình nhíu mày, dầu dĩ nói, những tông sư gì đó kia muốn giết anh, em cũng không lo lắng, dù sao đều ở ngoài sáng. Người này biết độn thuật ngũ hành, núp ở trong bóng tối. Không biết lúc nào ông ta sẽ đột nhiên xuất hiện. Em biết anh không sợ, nhưng nếu như ông ta ra tay với người bên cạnh anh thì sao? Ông ta không chạy được đâu. Lý Dục Thần còn chưa lên tiếng, Hầu Thất Quý đã trở về. Tôi đã phái người giám sát tất cả những nơi Chu Thiệu Nghĩa có khả năng đến, từ nhà của ông ta đến tất cả xí nghiệp và bất động sản trên danh nghĩa ông ta, kể cả nơi ở của mấy nhân tình mà ông ta bao dưỡng. Mặt khác, tất cả khách sạn, nhà ga, bến tàu, sân bay ở thủ đô cũng đều đã nhận được tin tức, chỉ cần ông ta xuất hiện sẽ lập tức thông báo cho tôi biết. Lúc Hầu Thất Quý nói chuyện tràn đầy sát khí, xem ra Chu Thiệu Nghĩa đã thật sự khiến ông ta giận dữ, khiêu chiến quyền uy quản gia của ông ta. Lý Dục Thần hơi kinh ngạc nhìn ông ta, hỏi. Lão Hầu, ông lấy đâu ra thế lực lớn như vậy? Ai không biết còn tưởng rằng ông là người đứng đầu thủ đô đấy? Hầu Thất Quý cười ha ha, trả lời, tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, còn không phải cáo mượn oai hùng, mượn danh thiếp của cậu chủ, nhà họ Tiêu, nhà họ Na, nhà họ Bạch cũng điều động không ít người cho tôi, lại thêm sư phụ Vinh chỉnh đốn huynh đệ Vinh Môn một lần nữa, còn có cả một số bạn bè mà tôi quen biết trước đây, gần đây tôi có thành lập một tổ chức, tạm thời xem như có chút thế lực đi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có một vẻ kinh ngạc. Theo điều tra của Hầu Thất Quý, căn nhà bên cạnh đích xác từng thuộc về một người phụ nữ tên là Cung Nhân Lạc. Nhưng người phụ nữ này rất thần bí, ngoại trừ cái tên thì không thể điều tra ra bất kỳ thông tin gì về cô ta. Lý Dục Thần cố ý đi hỏi Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn thề thốt rằng không hề có người này. Ngoại trừ bà Cung gia, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ họ Cung nào khác. Hơn nữa, 20 năm qua... Mỹ nhân trong bán kính 10 cây số không có ai là tôi không biết cả, nếu thật sự có một người phụ nữ đẹp như bà Cung, đã thế còn họ Cung thì sao tôi có thể không biết được. Hầu Thất Quý tìm đến công ty môi giới làm thủ tục sang tên cho Chu Thiệu Nghĩa, điều tra ra được lúc giao dịch ông ta viết số điện thoại của Cung Nhân Lạc, đây là manh mối duy nhất để tìm được người phụ nữ này. Đáng tiếc là mỗi khi gọi vào số điện thoại này thì lại bị thông báo rằng thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi đi nhờ vả quan hệ và lấy được thông tin liên quan đến số máy này, Hầu Thất Quý nói, số điện thoại này rất ít khi dùng, cũng chưa được đăng ký chính chủ, phần lớn thời gian đều giữ im lặng, lịch sử trò chuyện gần đây nhất là ở 3 tháng trước. Có thể tra ra là gọi cho ai không, Lý Dục Thần hỏi. Tra được, chủ số máy ấy là, Hầu Thất Quý khựng lại, vẻ mặt có phần quái dị, rồi ông ta nói cái tên ấy ra, Na Như An. Na Như An. Lý Dục Thần giật mình lặp lại. 3 tháng trước, Na Như An đã bị ảnh ma bám vào người. Nói cách khác, người mà Cung Nhân Lạc liên lạc khả năng cao không phải là Na Như An, mà là Minh Bộc. Minh Bộc là người duy nhất biết chân tướng của mọi chuyện, cũng là người duy nhất biết được tung tích của mẹ anh. Cung Nhân Lạc, liệu có phải là tên giả của Cung Lăng Yên không? Một chút hy vọng cháy lên trong lòng Lý Dục Thần. Tiếc là Na Như An đã chết rồi. Chu Thiệu Nghĩa không còn xuất hiện nữa, việc mua căn nhà bên cạnh đành tạm thời gác lại.
Lạc Tinh Xương có đến vài lần, đều tặng quà cho quản gia Hầu và Lý A Tứ. Hầu Thất Quý bảo anh ta dẫn đội thi công vào dinh thự họ Lý, theo bản thiết kế thì chỉ sửa lại kiến trúc chính của căn nhà. Nhưng ông ta vẫn vạch giới hạn nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể thi công vườn hoa bên ngoài và nhà chính ngay từ cửa vào, không được vào nội viện. Kết cấu kiến trúc của căn nhà họ Lý là sân trong sân, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình ở nội viện, đó là một tòa tứ hợp viện riêng biệt được bao bọc ở bên trong căn nhà. Ông chủ Vương dẫn dắt vài vệ sĩ tuần tra dinh thự cả ngày, Lạc Tinh Xương mấy lần muốn vào nội viện nhưng đều bị ngăn lại. Thoạt nhìn Lạc Tinh Xương rất sốt ruột, anh ta nhiều lần tìm quản gia Hầu, đề nghị sửa chữa nội viện và sân sau luôn một thể. Theo lý mà nói, thi công công trình cùng một lúc thì hiệu suất sẽ cao hơn. Vì thế, Lạc Tinh Xương đưa rất nhiều quà, Hầu Thất Quý đều nhận, nhưng dù nhận thì ông ta vẫn không đồng ý. Bởi thế mà Lạc Tinh Xương chửi rủa Thẩm Tệ sau lưng ông ta. Nhưng anh ta không có cách nào cả, đành phải chờ cơ hội. Chẳng bao lâu sau, cơ hội đã đến. Hôm nay là ngày đại thọ 66 tuổi của Tần gia, đệ tử Tần Môn bao hẳn một hội sở sân vườn ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô để mừng thọ Tần gia, gần như tất cả các nhân vật có máu mặt trong thủ đô đều tham dự. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình cũng đi. Hầu Thất Quý mang theo quà tặng đi cùng hai người. Là nhân vật nổi danh mới xuất ở thủ đô, về mặt phô trương, bọn họ không thể thua kém gia tộc khác, vì thế ông chủ Vương dẫn vài vệ sĩ đi theo. Thế là, ngoại trừ Lý A Tứ ở lại trong nhà, dinh thự nhà họ Lý chỉ còn lại một đầu bếp và vài nữ giúp việc. Lý A Tứ đóng cổng nhà của họ Lý, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong sân của mình. Đến bữa trưa, Lạc Tinh Xương lấy hai bình rượu ngon ra, khăng khăng mời Lý A Tứ uống. Bữa trưa của đội thi công do nhà họ Lý cung cấp, phòng bếp làm một mâm riêng cho bọn họ. Lý A Tứ vốn định từ chối, bởi vì theo quy định, anh ta không thể ăn chung với bọn họ, chứ đừng nói là uống rượu. Nhưng trong đội xây có đồng hương của anh ta, người nọ nhiệt tình mời làm anh ta không từ chối nổi. Anh ta nghĩ, hôm nay khóa cổng rồi, chủ nhân và quản gia đều ra ngoài, đến tối mới về, uống vài chén chắc không sao, bèn đồng ý. Lý A Tứ biết kiềm chế, uống rất ít, anh ta không quên nhiệm vụ của mình. Nhưng không biết tại sao mà anh ta mới uống vài chén đã thấy chênh choáng say. Lý A Tứ lờ mờ cảm thấy bất thường, nhưng đầu óc cứ lơ mơ, anh ta chỉ nghe thấy tiếng đồng hương mời rượu nhau, trước mắt toàn là hình ảnh mờ mờ ảo ảo. A Tứ, sao cậu lại uống say đến mức này? Ngũ Ngọc Xuân đến đưa trái cây cho bọn họ thấy Lý A Tứ mơ màng thì vội lại gần đỡ anh ta, ngữ khí vừa trách cứ vừa quan tâm. Lạc Tinh Xương nói, không sao, hôm nay Tứ gia vui, uống nhiều mấy chén. Các anh không biết cậu ấy đang trong giờ làm việc à? Các anh muốn làm gì? Ngũ Ngọc Xuân lườm Lạc Tinh Xương. Lạc Tinh Xương xấu hổ cười nói, cô Ngũ, cô đỡ A Tứ về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có bọn tôi rồi. Ngũ Ngọc Xuân nói, không được, hôm nay cô cậu chủ đều ra ngoài, quản gia cũng không ở nhà, A Tứ say rượu, không thể để người ngoài ở lại dinh thự, công trình tạm dừng, các anh về đi, mai hãng đến. Lạc Tinh Xương nói, không được, tôi và quản gia Hầu đã giao hẹn rõ ràng rồi, nếu mà thời hạn công trình bị nhỡ thì tôi không gánh vác nổi trách nhiệm. Các thợ xây cũng nói, không được, làm thiếu một ngày thì bọn tôi cũng ít một ngày công. Ngũ Ngọc Xuân nói, tôi sẽ giải thích với quản gia Hầu, kéo dài thời hạn thêm một ngày cho các anh. Thợ xây nói, xong việc ở đây thì bọn tôi còn có việc khác nữa, hôm nay cũng có làm gì đâu, sao lại ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của bọn tôi. Có phải lỗi của bọn tôi đâu. Ngũ Ngọc Xuân đanh mặt, nói, tôi đã nói rồi, hôm nay trong nhà không có ai, không thể để các anh ở đây được. A Tứ uống say là lỗi của A Tứ, các anh tổn thất bao nhiêu thì tôi và A Tứ sẽ nghĩ cách bù lại cho các anh. Một người thợ hình như uống hơi nhiều, anh ta sừng sộ lên, cô là cái thá gì chứ? Chẳng phải chỉ là dựa hơi Lý A Tứ mới có thể vào nhà họ Lý làm người giúp việc thôi sao? Chỉ là một con điếm mà giả vờ trước mặt bọn tôi làm cái gì, hừ. Ngũ Ngọc Xuân tức giận nhìn gã thợ xây ấy, cô ta nhận ra gã là đồng hương của Lý A Tứ, và cũng là đồng hương của cô ta. Thế mà bây giờ gã lại thốt ra được lời lẽ độc ác đến vậy. Mắt Ngũ Ngọc Xuân ẩn ẩn nước trực khóc, nhưng cô ta nín nhịn, cô ta không muốn tranh cãi với đội thợ xây,
mà kiên trì nói với Lạc Tinh Xương, anh Lạc, thật sự xin lỗi, bây giờ xin anh hãy dẫn mọi người rời đi. Lạc Tinh Xương cười mỉa, nói, ái chà, đúng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi, làm tâm phúc cho cô Lý là trở mặt không quen biết nữa kìa. Có phải cô cảm thấy là một con chó của nhà họ Lý thì cao quý hơn mấy người bọn tôi không? Đám thợ xây bên cạnh anh ta đều tỏ ra phẫn nộ. Tôi không có ý đó. Cho dù cô có ý đó hay không thì tôi cũng sẽ không đứng yên chờ ngày mai cô đi hớt với cô Lý. Anh muốn làm gì, Ngũ Ngọc Xuân có dự cảm chẳng lành. Làm gì à, đương nhiên là chặn miệng cô, để cô không mách lẻo được nữa. Lạc Tinh Xương vẫy tay. Vài thợ xây lập tức xông lên, nhanh nhẹn như báo săn, bọn họ đè Ngũ Ngọc Xuân xuống đất trói lại, còn dùng băng dính dính lên miệng cô. Căn nhà của họ Lý rất rộng, động tĩnh trong căn phòng ở sân ngoài không truyền vào nội viện, thậm chí còn chẳng quấy rầy đến con mèo nằm trong vườn hoa. Lý A Tứ và Ngũ Ngọc Xuân bị nhốt trong một nhà kho ở dãy ngoài. Lý A Tứ ngủ say như chó chết. Ngũ Ngọc Xuân bị trói, không thể động đậy, cũng không kêu được. Một thợ xây đẩy cửa vào. Ngũ Ngọc Xuân nhận ra, gã chính là người đồng hương vừa mới mắng mình. Cô ta nghĩ, nói cho cùng vẫn là đồng hương, gã mắng thì mắng, nhưng vẫn đến cứu bọn họ. Người nọ nhìn ra ngoài rồi đóng cửa lại, đi đến góc phòng, đá Lý A Tứ ngủ say như chết một cái. Sau đó gã đi đến trước mặt Ngũ Ngọc Xuân, nhìn cô ta lom lom. Gã kéo băng dính trên miệng Ngũ Ngọc Xuân ra, nói. Tiểu Ngũ, ngủ với tôi một lần đi, tôi hứa sẽ thả cô đi. Ngũ Ngọc Xuân không ngờ lại là như thế này, cô ta kêu lên, đổ khốn. Cứu mạng. Tiếng hét của cô ta bị một cái bạt tai cắt ngang. Cô ta lại bị bịt miệng lại. Khuôn mặt của người nọ trở nên dữ tợn, cô không đồng ý thì đừng có mà trách tôi. Nói xong, gã nhào lên như một con chó dữ, xé quần áo của Ngũ Ngọc Xuân. Ngũ Ngọc Xuân cực kỳ sợ hãi, nhưng cô ta không dãy dụa được. May sao dây trói giúp cô ta, bởi vì bị dây thừng cản trở nên quần áo chỉ bị xé một đường. Bỗng nhiên cửa mở rầm một cái, một người thợ khác đi vào, giữ chặt gã kia, tát gã hai cái rồi mắng. Cậu làm gì thế hả? Người mà Lục Gia muốn mà cậu cũng dám chạm vào à? Không sợ Lục Gia lấy mạng cậu à? Mẹ kiếp! Sao không lấy nước tiểu của mình để soi xem mà dám động vào người mà Lục Gia vừa ý? Mau lái xe đến đây, chúng ta đưa người đến cho Lục Gia. Người nọ đi ra với vẻ không cam tâm. Chỉ lát sau, một chiếc xe van đi đến cổng nhà họ Lý A Tứ và Ngũ Ngọc Xuân bị vứt vào trong xe. Xe chạy vụt đi. Lạc Tinh Xương dẫn người vào bên trong. Các thợ xây nhanh chóng tìm được hai cô giúp việc nữa. Nhưng bọn họ không tìm thấy đầu bếp ở đâu cả. Lạc Tinh Xương không để ý, có lẽ đối phương đang ở đâu đó ngủ rồi, cũng có thể đã đi ra ngoài từ cửa hông. Anh ta dẫn theo hai mươi mấy người, trong đó còn có mấy cao thủ mà chú Lạc Minh Sa cho anh ta. Anh ta tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của bọn họ, vượt nóc băng tường, đập vỡ đá tảng không nói chơi. Một tên đầu bếp thì có thể làm nên trò trống gì? Lạc Tinh Xương lấy một chiếc la bàn ra. Bắt đầu đi đi lại lại trong sân. Anh ta từng học qua về phong thủy, mấy năm nay làm nghề thiết kế nội thất, không hiểu phong thủy thì khó nhận việc của những hộ gia đình giàu có. Chẳng bao lâu sau, anh ta xác định được một vị trí, rồi chỉ huy nhân viên của mình bắt đầu đào hầm. Lạc Tinh Xương lại lấy từ trong túi ra một món đồ được bọc kín kẽ bằng giấy báo, anh ta mở từng lớp báo ra, bên trong là một chiếc quan tài nhỏ màu đen trông rất tinh xảo. Hố nhanh chóng được đào xong. Lạc Tinh Xương ngồi xổm bên cạnh chiếc hố, rồi bỏ quan tài vào trong đó. Tâm trạng của anh ta rất vui vẻ, vừa điều chỉnh phương hướng của quan tài, vừa nghêu ngao hát, trong vườn hoa nào, đào là đào hố, trồng quan tài gì, chết một nhà bao nhiêu người. Anh ta đang đào thì bỗng có người sau lưng hỏi, quan tài nhỏ thế kia, cậu nằm vừa à? Lạc Tinh Xương mắng, ông bị ngu à? Thứ này mà để cho người nằm chắc, nó được chuẩn bị cho nhà họ Lý, gọi là quan tài tuyệt hộ. Đột nhiên Lạc Tinh Xương cảm thấy không đúng, giọng nói này rất lạ, Lạc Tinh Xương quay ngoắt đầu lại, thấy được một người đầu to cổ mập chắp hai tay sau lưng, khom lưng thò đầu ngó xuống dưới hố xem, cực kỳ giống mấy ông cụ hóng chuyện trên đường phố thủ đô.
Lạc Tinh Xương hoảng sợ thiếu điều nhảy dựng lên, ông là ai? Tôi, người nọ giơ hai tay chắp sau lưng ra trước, một tay cầm muôi, một tay cầm dao, cậu thấy tôi là ai? Đầu bếp, Lạc Tinh Xương bấy giờ mới nhận ra đây là người đầu bếp vừa rồi bọn họ không tìm được. Giỏi thật, ông chạy từ đâu ra thế? Một đám đần độn, cái lão to tướng thế này tìm không thấy thì cũng thôi, chạy đến sau lưng tôi mà các cậu còn không nhìn thấy, mù hết rồi à? Lạc Tinh Xương quát. Đám cấp dưới bấy giờ mới hoàn hồn, mấy tên thợ xây xông lên, bao vây đầu bếp. Lạc Tinh Xương cười khẩy, hóng hớt là chết người đấy. Anh ta hất đầu, ý bảo cấp dưới hành động. Vốn dĩ cho rằng người nọ chỉ là một người đầu bếp bình thường thì có thể bắt lại một cách dễ dàng, nhưng ông ta cầm muôi gõ cồm cộp, tất cả thợ xây ngã ngồi dưới đất, đầu sưng vù. Lạc Tinh Xương kinh ngạc. Anh ta thế mới biết đầu bếp là người luyện võ. Nhưng mà anh ta không lo lắng, thợ xây không được thì còn có mấy cao thủ đi theo. Lên hết cho tôi, đừng nương tay, xử lý sạch sẽ vào. Đám cao thủ xông lên. Đầu bếp vẫn cứ cầm muỗng gõ cồm cộp, kết quả các cao thủ cũng ngồi phịch xuống đất, đầu sưng u như đám thợ. Lạc Tinh Xương nhận ra tình hình không ổn, tên đầu bếp này không chỉ là người luyện võ mà còn là cao thủ. Cao thủ trong cao thủ. Nói đi, đầu bếp mỉm cười nhìn anh ta. Lạc Tinh Xương nhìn khuôn mặt mỉm cười của đầu bếp, lại nghĩ đến tên mập suốt ngày lượn đi lượn lại trong sân, tên đó lúc nào cũng treo vẻ tươi cười trên mặt. Nụ cười của hai người bọn họ có phần tương tự, trông đều gian xảo và bỉ ổi như nhau. Nói cái gì? Nói hết. Đầu bếp gõ môi lên con dao thái mấy cái. Tiếng gõ keng keng như đập vào trái tim Lạc Tinh Xương, tưởng chừng sắp đập bay hồn anh ta. Đám thợ xây và cao thủ anh ta mang tới giống như bị đập ngu người rồi, cứ ngồi im dưới đất không động đậy. Tim Lạc Tinh Xương đập thình thịch, con người đảo láo liến, trong đầu nghĩ làm sao để thoát thân. Đầu bếp đứng đó lẩm bẩm, mấy tên này tạm được, béo tốt trắng trẻo, không cần mua thịt lợn cho một tuần rồi. Dao phay rạch một cái xoẹt. Mấy cao thủ ngã lăn xuống đất, trên cổ có một đường mảnh như sợi chỉ màu đỏ, chỉ chốc lát sau máu chảy ra ồ ạt. Lạc Tinh Xương sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Chưa chịu nói à, đầu bếp hỏi. Tôi nói, chân Lạc Tinh Xương run bần bật, đầu lưỡi như rút gân, là chú của tôi bảo tôi làm, việc này không liên quan gì đến tôi. Chú cậu là ai, bảo cậu đến làm gì? Chú tôi là Lạc Minh Sa. Chú ấy bảo tôi chôn chiếc quan tài này ở mắt phong thủy trong nhà, nói rằng đây là quan tài tuyệt hộ, sẽ khiến người nhà họ Lý chết sạch. Sắc mặt đầu bếp trở nên khó coi, chỉ có thể thôi à? Chỉ có thế thôi. Thật sự hết rồi. Đầu bếp lại chém một nhát, mấy thợ xây ngồi trên đất lại ngã xuống, trên cổ cũng xuất hiện một đường mảnh. Có, vẫn còn, Lạc Tinh Xương sợ hãi, nói năng lộn xộn. Bọn họ bảo tôi đi tìm mật thất nhà họ Lý. Mật thất? Bọn họ nói nhà họ Lý chắc chắn có mật thất, bảo tôi nhân cơ hội sửa chữa nhà cửa thì tìm mật thất. Sau khi tìm được thì lấy hết mọi thứ bên trong đi, đặc biệt là Ngọc. Bọn họ là ai? Là chú của tôi. Không phải, chú của cậu thì cậu phải nói là chú ấy chứ không phải bọn họ. Nếu đã nhắc đến bọn họ thì ngoài chú cậu ra chắc chắn còn có người khác. Phải. Còn có một người gọi là ông Tôn, tôi có thể dẫn ông đi tìm bọn họ, bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở trong biệt thự ở phía nam thành phố chờ tin tức của tôi. Trần Tiểu Lục đá Lý A Tứ đang bất tỉnh nhân sự mấy cái thật mạnh, nở nụ cười thỏa mãn. Ngũ Ngọc Xuân giãy giụa, âm thanh ư ư phát ra từ trong cổ họng. Trần Tiểu Lục xoay người sang, cởi băng dính trên miệng Ngũ Ngọc Xuân ra. Ngũ Ngọ Xuân phẫn nộ nhìn anh ta. Chất vấn, Trần Tiểu Lục, A Tứ là bạn thuở nhỏ của cậu, là bạn học của cậu, sao cậu có thể làm như thế được hả? Cậu có còn là con người nữa không? Ai bảo nó giành phụ nữ với tôi, Trần Tiểu Lục bóp cằm Ngũ Ngọc Xuân, Ngọc Xuân, cô có biết tôi thích cô đến mức nào không? Tôi kém hơn thằng khốn Lý A Tứ ấy ở điểm nào chứ? Hừ, cậu còn không xứng xách giày cho A Tứ, Ngũ Ngọc Xuân mắng chửi. Ra mặt Trần Tiểu Lục run rẩy. Anh ta nhếch miệng cười mỉa, nói, chẳng phải chỉ là thằng bảo vệ trông cửa cho nhà giàu thôi à. Ha ha, cô đừng tỏ ra thanh cao nữa,
nếu hôm đó nhà họ Lý không dùng Rolls-Royce đi đón nó thì cô sẽ thích nó chắc. Ngọc Xuân, cô đi theo tôi đi, Tần gia đã đồng ý rồi, chỉ cần chuyện tối nay thành công thì ông ấy sẽ nhận tôi làm đồ đệ, thay thế cho Vinh Quảng Kiệt nay đã thành kẻ tàn phế. Cô mới đến thủ đô, vẫn chưa biết sự lợi hại của Tần gia đúng không? Làm đồ đệ của Tần gia, sau này tôi sẽ là người trong giới thượng lưu thật rồi. Cô đi theo tôi thì đời này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, tốt hơn là cái thằng bảo vệ Lý A Tứ ấy bao nhiêu ấy chứ. Mơ mộng hão huyền, Ngũ Ngọc Xuân nói, Trần Tiểu Lục, anh đừng nằm mơ, cho dù anh có tiền thì tôi cũng không thích anh. Tôi dù có chết thì cũng sẽ chết chung với A Tứ. Trần Tiểu Lục nổi giận, hừ, rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Bây giờ tôi phải cưỡng hiếp cô ngay trước mặt Lý A Tứ. Tôi hưởng thụ xong rồi thì sẽ bán cô đến Đông Nam Á, ha ha ha. Anh ta hung hãn nhào về phía Ngũ Ngọc Xuân. Đúng lúc này, anh ta bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng người nói. Tiểu Lục, tôi không ngờ cậu là loại người như thế. Trần Tiểu Lục xoay người lại, thấy Lý A Tứ đứng sau lưng mình, mặt anh ta như tấm thớt gỗ phủ kín vết dao, toát ra sát khí mãnh liệt. A Tứ! Ngũ Ngọc Xuân thấy Lý A Tứ không sao thì vừa mừng vừa sợ đến độ rơi nước mắt. Mày không say à, Trần Tiểu Lục giật mình. Chút rượu ấy làm sao có thể chuốc say tôi được, giọng nói của Lý A Tứ lạnh lùng, Trần Tiểu Lục nghe mà toát mồ hôi lạnh liên tục. Không thể nào, rượu bị bỏ thuốc, chính tao đưa thuốc cho Tổng Giám Đốc Lạc, tao đã dùng bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng hiệu quả, tại sao mày lại không bị sao? Trần Tiểu Lục hãy còn đang khó hiểu. Bỗng anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên. Thứ thuốc bị ổi của cậu chỉ có tác dụng với con gái thôi, chứ nó còn chẳng hữu dụng bằng quả giấm của tôi đâu. Một luồng khói vàng bỗng bốc lên từ mặt đất, thong thả hóa thành hình người, người nọ không mặc quần áo hiện đại mà mặc xiêm y thời xưa, đội mũ lông sam, tay còn cầm phất trần. Trần Tiểu Lục giật nảy mình, ông là ai? Ông vào bằng cách nào? Lý A Tứ cung kính gọi người nọ, hoàng gia. Hoàng Đại Sơn nhìn Lý A Tứ, lắc đầu, nói, nhân tâm đáng sợ, bây giờ cậu đã hiểu chưa? Lý A Tứ buồn bã, có phần khổ sở và oán hận, anh ta than, hoàng gia, tôi hiểu rồi. Hiểu được là tốt rồi, Hoàng Đại Sơn vuốt râu, bày ra tư thái của bậc thần tiên, dùng giọng điệu răn dạy nói với Lý A Tứ, nhưng cậu cũng đừng nản lòng thoái chí, không thể vì vậy mà mất lòng tin vào cuộc sống. Cho dù cả thế giới lừa dối cậu, bắt nạt cậu, thì cậu phải nhớ kỹ, sau lưng cậu còn có nhà họ Lý, tuyệt đối không được phụ tấm lòng mà cậu Lý dành cho cậu. Lý A Tứ đã hoàn toàn hiểu ra, anh ta xấu hổ, nói, hoàng gia nói đúng, tôi đều nhớ kỹ rồi. Ngoại trừ không thể phụ lòng cậu Lý, thì cũng không được phụ lòng mỹ nhân đâu đấy, Hoàng Đại Sơn nói. Mặt Lý A Tứ đỏ bừng, anh ta nhìn về phía Ngũ Ngọc Xuân, vừa hay Ngũ Ngọc Xuân cũng nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau, tình ý triền miên. Hoàng Đại Sơn cười to, giỏi lắm, nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân giao cho cậu đấy. Khó có được một lần ra ngoài, tôi phải đi đu đưa cái đã, vừa rồi tôi nhìn thấy có một trại nuôi gà ở gần đây, tôi đi đây. Nói xong, ông ta hóa thành một luồng khói vàng, bay ra ngoài cửa sổ, lát sau đã mất hút. Trần Tiểu Lục chỉ biết ngơ ngác nhìn, anh ta bị thứ không ra người, không ra quỷ, cũng chẳng phải thần tiên vừa xuất hiện dọa sợ. Cho đến khi Lý A Tứ lại gần, anh ta mới khôi phục thần trí. Lý A Tứ, mày định làm gì? Anh ta biết Lý A Tứ biết võ công. Từ nhỏ Lý A Tứ đã thích luyện võ, tuy khờ khạo nhưng giỏi đánh nhau. Nghe nói sau khi đến thủ đô làm bảo vệ còn được thầy giỏi chỉ bảo. Thật ra, Trần Tiểu Lục không biết rằng từ khi vào làm việc ở dinh thự nhà họ Lý, dưới sự dạy dỗ của Lý Dục Thần, Lý A Tứ đã thay ra đổi thịt. Không còn giống như ngày xưa nữa. Đây là nguyên nhân Lạc Tinh Xương phải mượn rượu để bỏ thuốc Lý A Tứ chứ không dám dùng thủ đoạn mạnh bạo. Lý A Tứ đi rất chậm, toàn thân tỏa sát khí. Anh ta bước từng bước một lại gần, sát khí cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Trần Tiểu Lục bị sát khí buộc phải lùi lại từng bước. Mày đừng lại đây. Lý A Tứ, đừng cho là tao sợ mày. Mày nghĩ là mấy thứ vớ vẩn này là có thể dọa được tao à? Đây là địa bàn của tao, bên ngoài toàn là người của tao. Trần Tiểu Lục gào to. Người đâu, người đâu?
nhưng dù anh ta gọi rách cổ họng thì cũng không có ai đến. Bịch! Lý A Tứ đá vào bụng anh ta. Trần Tiểu Lục bay lên, thân thể va vào tường, rồi rơi xuống đất. Anh ta phun ra một búng máu, ho sù sụ. Lý A Tứ đi đến chỗ Ngũ Ngọc Xuân, dùng tay xé đứt dây thừng trói cô ta. Sợi dây lỏng ra, Ngũ Ngọc Xuân bỗng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, sụi lơ trong lòng Lý A Tứ. A Tứ, tôi sợ quá, Ngũ Ngọc Xuân khóc. Lý A Tứ ôm Ngũ Ngọc Xuân, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta. Cảm giác ấm áp ấy giống như cơn gió xuân hòa tan tảng băng cứng rắn trong lòng anh ta, sự phẫn nộ và oán giận sinh ra từ tình bạn bị phản bội dần dần biến mất. Không phải sợ, về sau tôi sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt cô nữa, Lý A Tứ nói. Thật ư, Ngũ Ngọc Xuân nhìn anh ta với ánh mắt đầy tình ý, nhưng lúc không có cậu thì sao? Cậu đâu thể ở bên cạnh tôi mãi được. Tôi, Lý A Tứ không hiểu phải trả lời thế nào, thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn cố lấy hết can đảm, nói, tôi còn phải trực, khi nào không có ca trực thì tôi ở bên cô. Ngũ Ngọc Xuân phì cười, đồ ngốc, dỗ con gái mà cũng không biết. Cậu không thể nói là vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh tôi à? Lý A Tứ sờ đầu, cũng cảm thấy buồn cười. Trần Tiểu Lục nhịn đau, nhân lúc bọn họ nói chuyện từ bò dậy, chạy về phía cửa. Ngoài cửa là đám đàn em của anh ta, chồng chất ở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì bọn họ ngã xuống như tường đổ, đập lên người Trần Tiểu Lục. Cơ thể bọn họ cứng đờ, trên mặt xuất hiện tử khí vàng như nến, giống như bị yêu quái hút hết sự sống. Trần Tiểu Lục bị đè dưới đống người chết, bò ra ngoài một cách khó nhọc. Sau đó anh ta thấy được khuôn mặt cứng như thớt đầy vết chém của Lý A Tứ. A Tứ, A Tứ, Trần Tiểu Lục bắt đầu xin tha, chúng ta là anh em à. Cậu có nhớ không, hồi bé chúng ta cùng nhau đi trộm dưa chuột, cùng nhau đi bắt tôm hùm, có một lần cậu bị rắn cắn, tôi cõng cậu đi hơn 10 cây số lên thị trấn tìm bác sĩ. Vết dao trên mặt Lý A Tứ mở đi một chút, anh ta nhăn mày, dường như đang chìm sâu trong sự đau khổ. A Tứ, cậu tha cho tôi đi. A Tứ, tôi đùa thôi mà, tôi thật sự không muốn hại cậu. A Tứ, chúng ta đã thế có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trần Tiểu Lục lải nhải, giọng nghẹn ngào. Lý A Tứ hít sâu một hơi, anh ta ngồi xổm xuống, nhìn Trần Tiểu Lục, nói, Tiểu Lục, dù cậu đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn coi cậu là anh em của mình. Nhưng cậu không nên động vào nhà họ Lý, và cậu càng không nên thương tổn Ngọc Xuân. Chỉ bằng những lời cậu nói với Ngọc Xuân. A Tứ. Trần Tiểu Lục chưa kịp nói ra thì Lý A Tứ đã đấm lên sống mũi anh ta. Cậu đáng chết. Câu nói của Lý A Tứ và tiếng xương vỡ vụn vang lên cùng một lúc. Mặt Trần Tiểu Lục lõm xuống, đầu anh ta gần như chỉ còn lại một nửa. Không biết là bị cảnh này dọa hay bị ba chữ cuối cùng chứa sát khí của Lý A Tứ dọa, Ngũ Ngọc Xuân run rẩy. A Tứ, tôi sợ. Lý A Tứ đứng lên, lại gần ôm Ngũ Ngọc Xuân, nói, không phải sợ, sẽ không có ai bắt nạt cô nữa, chúng ta đi thôi. A Tứ, Hoàng gia là ai? Hoàng gia. Có một số chuyện Lý A Tứ không biết giải thích thế nào với một cô gái bình thường, có lẽ bản thân anh ta cũng không rõ lắm, dù sao anh ta vừa mới hoàn thành quá trình lột xác. Chắc là thần tiên. Thần tiên, thần tiên từ đâu ra? Lý gia không phải một gia tộc bình thường, mà họ có thần tiên phù hộ. Hoàng gia chính là thần bảo hộ của nhà họ Lý. Ở nhà họ Lý, cho dù cậu chủ không có nhà thì cũng không ai có thể bắt nạt chúng ta. Thần bảo hộ của nhà họ Lý, Ngũ Ngọc Xuân nửa tin nửa ngờ nhìn nơi xa, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hai người bọn họ đi ra ngoài. Bỏ lại những thi thể ngổn ngang đầy đất. Một lớp xương màu vàng, rất mờ. Khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần dần bao phủ mặt đất. Một lát sau, thi thể đã biến thành một vũng nước lớn màu vàng. Lạc Minh Sa nằm trên ghế sofa trong biệt thự, ngậm xì gà, thoạt nhìn rất thong dong, nhưng thật ra bây giờ trong lòng ông ta vô cùng sốt ruột. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Tần gia, nhân vật máu mặt tập trung hết ở đó, toàn bộ gia tộc quyền quý ở thủ đô đều sẽ tham dự. Vừa nghĩ đến trường hợp ấy là Lạc Minh Sa lại hưng phấn không thôi. Nhưng lại nghĩ mình không có tư cách vào cửa, ông ta tức khắc chán nản.
Tuy ở biệt thự nhưng căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô này kém xa biệt thự cả nhà giàu sang quyền quý thật sự. Ví dụ như Sơn Trang Bắc Khê của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa, trang viên được cải tạo từ mười mấy căn biệt thự, bố cục kiến trúc cực kỳ khí thế, người nào ở trong đó đều sẽ cảm thấy mình ưu việt hơn người khác. Lạc Minh Sa hoài niệm quãng thời gian còn làm quản gia ở nhà họ Lâm, đáng tiếc không thể trở lại như xưa. Căn biệt thự ở ngoại ô thủ đô này thuộc về cháu ông ta Lạc Tinh Sương, nói đúng hơn là con trai ông ta. Lạc Minh Sa không kết hôn, hồi trẻ ông ta lang thang bên ngoài, để lại không ít nợ phong lưu, Lạc Tinh Sương là một trong số đó. Sau khi đến nhà họ Lâm làm việc, ông ta không dám tiết lộ việc này. Ông cụ nhà họ Lâm rất coi trọng sự trong sạch, một khi ông cụ biết được cuộc sống ăn chơi đàng điếm của ông ta hồi xưa, nhất định sẽ đuổi ông ta đi. Vì đứa con trai Lạc Tinh Sương của mình, Lạc Minh Sa có thể nói là phải sầu trắng cả tóc. Thằng con này không yên phận, không chịu ở lại gia tộc, khăng khăng muốn đến thủ đô, mà hơn hết là còn dính vào cờ bạc. Lạc Minh Sa thay con mình trả rất nhiều nợ nần, tiêu hết số tiền tích góp cả đời, bằng không cũng không thèm muốn 200 triệu. Lạc Minh Sa hận Lý Dục Thần, nếu không phải bởi vì người này thì bây giờ ông ta vẫn đang làm quản gia ở thành phố Hòa, địa vị chỉ sau Lâm Thiền Minh. Giờ thì hay rồi, trở thành một kẻ thất bại. Tiền để dành đã tiêu tốn gần hết, con trai còn gánh một đống nợ, vì thế Lạc Minh Sa mới mạo hiểm đi tìm Tần Gia, muốn mượn cơ hội này trở lại như xưa. Tiệc mừng thọ của Tần Gia, Lý Dục Thần cũng đi. Lúc này chắc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ những nhân vật nổi danh ở thủ đô nhỉ. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Lý Dục Thần ơi là Lý Dục Thần. Chắc chắn cậu không ngờ mình sẽ thua trong tay tôi đâu nhỉ. Lạc Minh Sa nhếch miệng cười. Ông ta tính thời gian, chắc hẳn Lạc Tinh Sương đã xong việc rồi. Quan tài đã chôn xong, giờ chỉ xem có thể tìm được thứ Tần gia muốn hay không thôi. Ông Tôn nói, nếu tìm được thứ đó thì ngày chết của Lý Dục Thần cũng đến. Bọn họ sẽ không để cho Lý Dục Thần đi ra khỏi dinh thự nhà họ Tần. Trực giác báo cho Lạc Minh Sa. Thứ đó rất quan trọng, chứ không chỉ đơn giản là đáng giá tiền. Nếu Tinh Sương thông minh thì sẽ cầm đồ về, nó có thể là lợi thế để bàn điều kiện với Tần gia. Có lẽ vinh hoa phú quý nửa đời sau phải dựa vào nó. Lạc Minh Sa nghĩ. Đột nhiên, có bóng đen lóe lên ngoài cửa sổ, trông giống như bóng người. Sau đó lại có tiếng bịch một tiếng rõ to vang lên, như là có người từ trên trời rơi xuống. Lạc Minh Sa khó hiểu, đây là biệt thự, bên trên không có hộ gia đình nào cả, hay là mình hoa mắt. Ông ta đứng dậy đi qua phòng khách, đẩy cửa ra đi vào vườn. Một người nằm trên mặt cỏ, đang run rẩy bò dậy. Tinh Sương. Lạc Minh Sa kinh hãi, vội chạy tới đỡ Lạc Tinh Sương dậy. Con sao thế, có cửa không đi mà lại trèo tường làm gì? Lạc Tinh Sương nức nở nói, không phải con trèo tường vào. Con bị người ta ném vào. Cái gì, ai ném con vào, Lạc Minh Sa giật mình, hỏi. Lạc Tinh Sương bĩu môi về phía cửa sân. Cửa sân bị đẩy ra, hai người một nam một nữ bước vào. Quản gia Lạc, đã lâu không gặp, người phụ nữ nói. Bà chủ, Lạc Minh Sa không dám tin mở to mắt, nhìn người phụ nữ trước mắt, theo bản năng trở nên hèn mọn, bà chủ. Vì sao bà lại ở đây? Ông không chào đón tôi sao? Tôi đã đến đây mấy ngày rồi, chỉ vì ông mà đến bây giờ tôi còn chưa vào được nhà con rể. Người phụ nữ đúng là bà Lâm, mẹ của Lâm Mộng Đình, Nghiêm Tuệ Mẫn. Ông lừa 200 vạn của tôi, còn sai người giết con rể tôi rồi hắt nước bẩn lên người tôi. Nếu không phải con rể tôi thông minh và rộng lượng thì tôi đã bị ông hại thê thảm rồi. Ông nói xem, tôi có nên đích thân đến đây xử lý ông không? Lạc Minh Sa ngượng ngùng cười mấy tiếng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bà chủ, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, ông nói đi, hiểu lầm như thế nào? Ông không sai người giết con rể tôi, hay là ông không lấy 200 vạn kia? Chuyện này, lúc ấy tôi cũng chỉ làm theo ý của bà chủ, còn 200 vạn kia, tôi chỉ mượn một thời gian thôi. Hừ, ông đúng là không biết xấu hổ, đến lúc này rồi mà ông còn ngụy biện. Có ý nghĩa sao? Ông rảo biện thì tôi sẽ buông tha cho ông sao? Ông coi thường bà già này như vậy. Lúc này,
bà chủ nhà họ Lâm hoàn toàn buông xuống tư thế dịu dàng đoan trang, chống eo, nói chuyện đằng đằng sát khí. Lạc Minh Sa đảo mắt vài lần, nhìn ra ngoài cửa, xác định bên ngoài không có người. Bên cạnh bà Lâm chỉ có một người đàn ông cầm muôi và dao phay, đầu to cổ lớn, nhìn giống đầu bếp. Bà chủ, tôi cũng không dám xem thường bà, Lạc Minh Sa cười nói, phải nói là, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ coi trọng bà. Nghiêm Tuệ Mẫn suýt nữa bị ông ta làm tức đến bật cười, sao, ông còn định phản kháng sao? Đây không gọi là phản kháng, đây là đơn độc giết chóc. Nếu Lâm Thiền Minh đi theo bà, đương nhiên tôi không dám, nhưng nếu bà chỉ mang theo một đầu bếp làm vệ sĩ, bà thật sự cho rằng tôi là người yếu ớt tay trói gà không chặt sao? Là bà tự đưa mình đến cửa, không thể trách tôi. Lạc Minh Sa nói xong thì đột nhiên lao tới, năm ngón tay biến thành móng vuốt, tóm lấy cổ Nghiêm Tuệ Mẫn. Ông ta lợi dụng lúc nói chuyện vừa rồi, thình lình tiến về phía trước vài bước, cho nên cách Nghiêm Tuệ Mẫn rất gần. Ở khoảng cách gần như vậy, Lạc Minh Sa tin rằng, chỉ cần người cầm muôi không phải cao thủ như Lâm Thiền Minh thì một đòn tấn công này chắc chắn sẽ thành công. Bố, không được. Lạc Minh Sa nghe được tiếng con trai gọi, nhưng đã không thể dừng tay lại. Ngay khi bàn tay ông ta cách cổ họng Nghiêm Tuệ Mẫn chưa đầy ba tấc, ông ta đột nhiên cảm thấy mình đã mất hết sức lực. Sau đó, cánh tay của ông ta rơi xuống, chỗ nứt để lại trên cánh tay trơn nhẵn như bị dao gọt. Trong nháy mắt máu tươi phun trào, một chiếc muôi lớn đã vươn ra che vết thương lại. Đừng để máu bẩn dính lên người bà chủ, người đàn ông cầm muôi đã đứng cạnh ông ta không biết từ lúc nào. Lạc Minh Sa kinh hãi nhìn cánh tay bị cụt của mình. Cơn đau bắt đầu ập đến não bộ, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đọng trên trán ông ta. Nói cái gì đi, sư phụ Vinh nói. Nói chuyện gì? Đừng lề mề nữa, kế hoạch của các người là gì, ai là kẻ chủ mưu, đồng bọn ở đâu? Tôi khuyên ông nên nói nhanh lên, đừng đợi máu khô rồi không nói được nữa. Bố, nói đi, con đã nói tất cả những gì con biết rồi, bố cũng nói đi. Lạc Tinh Xương nhìn còn sợ hãi hơn Lạc Minh Sa. Lạc Minh Sa thở dài, nói, là Tần gia bảo chúng tôi nhân cơ hội sửa sang căn nhà của họ Lý để chôn cất quan tài của một người đã chết, nhân tiện thứ mà Tần gia mong muốn. Tần gia hứa với tôi, sau khi sự việc thành công sẽ đưa tài sản của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa cho tôi. Hừ, chỉ bằng ông, Nghiêm Tuệ Mẫn tức giận đến mức run rẩy, sư phụ Vinh, chém ông ta cho tôi. Sư phụ Vinh mỉm cười giơ con dao phay ra, kỷ lục nhanh nhất của tôi là cắt 28 con vịt chỉ trong 3 phút. Mỗi con vịt được cắt thành 108 miếng, phải chú ý độ dày đều nhau, da và thịt không được tách rời. Ông ta đứng đó nói về việc cắt vịt, chuyện này truyền vào tai cha con nhà họ Lạc lại khiến hai người sởn tóc gáy. Chờ một chút, bọn họ còn có kế hoạch lớn hơn, Lạc Minh Sa nói, đừng giết tôi đưa hai người tới đó. Sư phụ Vinh khẽ lật chiếc muôi, lấy được một muôi máu trên cánh tay bị cụt của Lạc Minh Sa, vẩy ra vườn, thu tay về lại điểm nhẹ mấy cái vào cánh tay Lạc Minh Sa, máu ngừng chảy. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát, như thể đang xào rau. Kế hoạch gì, nói đi. Bọn họ mời một vị vu sư tên là Baya đến lập một tế đàn ở ngoại ô phía Tây, tôi không biết cụ thể nó dùng để làm gì, chỉ biết là dùng để đối phó với nhà họ Lý. Chôn quan tài ở nhà họ Lý là cũng là một phần của kế hoạch. Có bao nhiêu người ở đó? Ngoài vu sư Baya, còn có một người tên là Lưu Vân Phong, là người Tần gia phái đến để bảo vệ Baya. Chỉ có hai người thôi sao? Chỉ hai người. Dẫn tôi tới đó, sư phụ Vinh lắc lư con dao trong tay, nếu ông dám nói dối, tôi sẽ chém ông trước. Lạc Minh Sa run rẩy nói, không dám. Ông ta nhìn xuống cánh tay bị chặt đứt trên mặt đất, có chút không muốn buông tha, nhưng ông ta biết sẽ không thể nối lại được, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, ông ta cố chịu đựng cơn đau và bước ra khỏi biệt thự. Sư phụ Vinh nói với Nghiêm Tuệ Mẫn, bà Lâm, việc còn lại cứ giao cho tôi, bà cũng đừng vất vả nữa. Nghiêm Tuệ Mẫn biết bà ta đi theo là gánh nặng, bà ta tới chỉ để xác nhận Lạc Minh Sa, hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, bà ta cũng có thể chính thức vào trong nhà con rể. Đó chính là nhà họ Lý, từng thế gia đệ nhất Hoa Hạ. Nhớ tới mình có được một người con rể như vậy, Nghiêm Tuệ Mẫn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Mỗi lần vui đến tỉnh trong mơ, bà ta đều sẽ bị Lâm Thu Thanh cực kỳ bận rộn ban ngày oán trách. Nghiêm Tuệ Mẫn sẽ nói, không thích nghe thì ngủ thư phòng đi. Ai thèm ngủ với ông chứ? Nhưng Nghiêm Tuệ Mẫn cũng lo lắng, con rể xuất sắc như vậy, con gái bà ta có thể hàng phục được không? Lúc nhà họ Lý còn chưa phục hưng thì còn tốt, hiện giờ nhà họ Lý đã được chấn hưng, các tiểu thư thế gia khắp thủ đô đều đang nhìn chằm chằm, con gái bà ta có thể cạnh tranh được không? Phải nhanh chóng thúc giục bọn họ sinh con. Tình yêu không đáng tin cậy, chỉ có sự kết tinh của tình yêu mới đáng tin. Mấy ngày trước bà ta gọi điện cho con gái cũng đã nhắc đến chuyện này. Con gái ấp úng hồi lâu, nói Dục Thần bận rộn, có nhiều việc phải làm, cuối cùng nói một câu, Dục Thần sẽ không làm. Cái gì, không làm? Nghiêm Tuệ Mẫn ở đầu bên kia điện thoại nhức đầu cười, cười lớn đến mức phát ra tiếng gáy, suýt chút nữa thì tắt thở. Chờ đó, mẹ sẽ đến thủ đô sớm. Nghiêm Tuệ Mẫn lo lắng không yên chạy tới thủ đô, không nghĩ đến lại đụng phải Lạc Minh Sa. Để hợp tác với kế hoạch của con rể, bà ta chỉ có thể ở khách sạn vài ngày, chuyện này khiến bà ta cảm thấy bứt rứt, bà ta liền trút hết oán giận lên Lạc Minh Sa. Nếu không phải còn muốn bắt đồng lõa của ông ta, Nghiêm Tuệ Mẫn thực sự mong muốn sư phụ Vinh chặt ông ta như chặt vịt quay. Một chiếc ô tô chạy tới ngoài cửa đón bà Lâm đi. Sư phụ Vinh đưa Lạc Minh Sa và Lạc Tinh Sương lên một chiếc xe khác. Dưới sự chỉ dẫn của Lạc Minh Sa, chiếc xe lái vào một bãi đất rộng ở ngoại ô phía tây thủ đô. Bên cạnh là một nhà máy cũ và ký túc xá công nhân bị bỏ hoang, gần đó còn có một bãi rác. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, toàn bộ khu vực đều rất yên tĩnh. Ồ, ở thủ đô còn có nơi tồi tàn như vậy sao? Hang ổ của ăn xin phải không? Sư phụ Vinh xuống xe oán giận một câu. Lạc Minh Sa mở cửa bước xuống xe, vô cớ run rẩy một chút, ôm cánh tay bị cụt của mình kêu lên đau đớn. Sư phụ Vinh hộ tống hai người đi thẳng vào sân. Giữa sân bày một tế đàn, trên vách sau của tế đàn có trải một tấm vải màu vàng, phía trước tấm vải màu vàng là một bài vị của thần linh, xung quanh có mấy lá cờ, trên bài vị và lá cờ đều viết mấy chữ khó hiểu, hơi giống chữ Mãn Mông. Trước đàn bày ba con gia súc làm đồ tế, hai bên còn dựng mấy người bù nhìn, trên người bù nhìn có hơn chục mũi tên cắm vào, đều xuyên qua ngực. Bên cạnh tế đàn còn có một con chó đang nằm. Ngoài ra, sân vắng tanh, không một bóng người. Nghi lễ tát mãn, sư phụ Vinh thấy tế đàn kia, cau mày. Con chó đột nhiên lao tới, nhe răng nhìn họ, dáng vẻ rất hung dữ. Lúc này, sư phụ Vinh mới nhìn rõ. Đây không phải là chó mà là một con sói thảo nguyên. Sau đó, chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ mặt đất trong sân bắt đầu rung chuyển. Cửa phòng mở rộng, đám người lần lượt đi ra, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ, vừa đi vừa gõ gậy xuống đất, âm thanh hỗn loạn nhưng dường như lại đang theo một nhịp điệu đặc biệt. Những người này nhanh chóng tạo thành một vòng tròn trong sân, bao vây sư phụ Vinh ở giữa. Tổng cộng có khoảng 60 người, đều ăn mặc rách rưới như ăn xin, ngoài gậy gộc trên tay, có người còn vác bao tải trên vai. Hừ, thật sự là hang ổ của ăn xin, sư phụ Vinh cười lạnh nói. Con sói thảo nguyên vẫn đang nhe răng, như thể có thể lao tới bất cứ lúc nào. Sư phụ Vinh vung tay lên, con sói liền nằm trên mặt đất, phần lông trên cổ lập tức đỏ bừng, co giật hai cái rồi chết. Lạc Minh Sa nhân cơ hội bỏ chạy. Thậm chí còn mặc kệ cả con trai mình. Nhưng sư phụ Vinh chỉ dùng muôi móc một cái, Lạc Minh Sa đã chạy xa mấy mét cũng không hiểu sao lại bị móc trở lại. Lưỡi dao sắc bén của con dao phay để trên cổ ông ta. Lạc Minh Sa ngửi thấy mùi máu chó. Không phải ông nói chỉ có hai người sao? Tôi cũng không biết, thanh âm Lạc Minh Sa run rẩy. Tôi đã nói, nếu ông lừa tôi sẽ giết ông. Sư phụ Vinh nói. Lạc Minh Sa sợ đến mức tê liệt cả người, đột nhiên nhìn thấy một người đi từ trong đám người ra, lớn tiếng kêu cứu, cậu Lưu, cứu tôi. Người này chính là Lưu Vân Phong, đệ tử thứ hai của Tần gia, địa vị trong Tần môn chỉ đứng sau Phan Vân Long. Lưu Vân Phong tiến lên, liếc nhìn xác sói trên mặt đất, nói, đao pháp không tệ, tiếc là chỉ có thể dùng để giết chó. Sư phụ Vinh nói. Có thể giết chó là đủ rồi, một số người còn không bằng chó.
Ánh mắt Lưu Vân Phong dùng mình, kết cục của ông sẽ còn thảm hơn chó. Lạc Minh Sa hét lớn, cậu Lưu, cứu tôi trước. Lưu Vân Phong nhìn Lạc Minh Sa, cười lạnh nói, vì sao tôi lại phải cứu ông? Lạc Minh Sa kinh hãi, cậu Lưu, tôi là Lạc Minh Sa, là người một nhà. Tần gia đã đồng ý với tôi, chỉ cần chuyện này giải quyết xong, sẽ nhận chúng tôi vào Tần Môn. Muốn vào Tần Môn, hừ, các người không xứng. Lưu Vân Phong không nhìn Lạc Minh Sa nữa, đột nhiên ra tay, vung hai tay lên, sức lực của cánh tay rung lên, phát ra tiếng răng rắc, một chiêu song phong quán nhĩ, tấn công sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh lùi lại một bước, đẩy Lạc Minh Sa tới trước người, nói, nhìn xem, người ta cũng không muốn ông, thật đáng thương. Lạc Minh Sa còn chưa kịp hiểu ra, hai nắm đấm to lớn của Lưu Vân Phong đã tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.